19 rồi đấy. Đi là đi rồi. Cái con này nhanh như cướp ấy. Đúng 18 nha. Rồi, em chào những chị đầu tiên đang xem livestream đầu xuân của Queen Fashion nha các chị ơi. Rồi, hôm nay vào đây thật nhanh đi ạ, thật nhanh nào. Đây là livestream đầu tiên của bọn em nhân ngày khai xuân đây. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các chị một năm qua đã luôn ủng hộ Queen Fashion bọn em. Và bọn em hứa sẽ rằng là sẽ năm nay sẽ đưa đến cho các chị những sản phẩm tốt nhất cũng như giá cả tốt nhất được không ạ? Rồi, hôm nay mình vào đây hãy tương tác cực kỳ nhiệt tình với em buổi ngày đầu tiên bọn em làm việc nào. Rồi, em chào những chị đầu tiên nha. Rồi, chào chị Lại Tống này, rồi chị Mai Miu ok, chị Quỳnh Nguyễn ok, chào tất cả các chị. Rồi, hãy thật nhanh tay vào đây đi ạ. Hôm nay có một điều vô cùng đặc biệt khai xuân của bọn em là hôm nay bọn em đang bán cái chiếc váy em đang mặc trên người với giá là 18k đấy ạ. Có chị nào hứng thú không nhỉ? Hào hứng thì đi qua cho em xin một chấm nào. Để em chào hỏi tất cả các chị trước đấy nhá. Rồi, thật nhanh tay đi ạ. Ok, Nguyễn Khánh Nhi này, Duyên Phạm rồi, Thanh Thủy ok, nhìn thấy hết cả các chị rồi. Nào, thật nhanh tay đi ạ. Hôm nay em bán chiếc váy em đang mặc trên người với giá 18k đấy ạ. Và đầu năm em thay mặt Queen Fashion chúc các chị có một năm mới an khang thịnh vượng này, vạn sự như ý, may mắn và thành công trong cuộc sống các chị nhá. Rồi ok chị Thanh Nga Dương này, Giang Đinh này, rồi giá 18k các chị ơi, 18k. Hôm nay những chị nào mà tương tác cực kỳ nhiệt tình với Queen này bằng cách đó chính là ấn comment 19k kèm theo đó là quay ra chị 18k xin lỗi 18k và quay ra chia sẻ livestream cho em ạ. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 3 lần bật hộ em chế độ công khai này và chia sẻ trong các hội chợ này, các nhóm với các chị ơi 5 lần thôi. Tổng cộng là 8 lượt chia sẻ. Hôm nay những chị nào làm đủ đầy đủ thao tác bên em là bọn em sẽ chào xuân các chị với giá chiếc váy nào trên người 18k được không nào? Rồi hôm nay hãy tương tác cực kỳ nhiệt tình với Queen đi ạ. Rồi Lê Thu An này, rồi ok chị Lại Tống, đúng rồi chị ơi, 18k chiếc váy nào trên người đây và gồm có 4 màu tất cả các chị nhá. 4 màu tất cả đấy ạ. Em đang mặc là màu hồng này, rồi màu xanh rêu này, màu đen và màu cam đất nha chị ơi. 4 màu và hôm nay 18k chiếc váy này thôi. Khởi động một năm mới với 18k thôi ạ. Rồi chị nào muốn sở hữu nó thì hãy nhanh tay vào đây này, comment 18k nhá và quay ra chia sẻ livestream này cho em đi ạ. Rồi em nhắc lại nhá, chia sẻ trên trang cá nhân của mình 3 lần bật hộ em chế độ công khai này và chia sẻ trên trang cá nhân của mình 5 lần các chị ơi, tổng cộng là 8 lần thôi. Không cần phải chia sẻ nhiều làm gì đâu ạ. Và chị nào chia sẻ xong rồi thì hãy nhanh tay comment là đã chia sẻ đúng không ạ? Rồi để em sẽ dành tặng cho các chị đó luôn. Hôm nay tặng một số lượng không giới hạn luôn nha. Vì thế nên các chị hãy tương tác cực kỳ nhiệt tình đi ạ. Rồi Nguyễn Thị Hồng Hạnh 18k chị ơi, 18k nhá. 18k trong ngày hôm nay. Rồi chị nào mà chia sẻ đầy đủ rồi thì hãy nhanh tay thông báo cho em biết để em sẽ ghi bình luận chị đó lên và tặng cho các chị chiếc váy này với giá 18k được không ạ? Chiếc váy vô cùng xinh đẹp để đi du xuân này hay là đi chơi, và nghe nói rằng là mấy nữa thời tiết miền Bắc mình đã nóng lên rồi thì sở hữu một chiếc váy vô cùng xinh đẹp và điệu đà như thế này là một sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt đúng không nào? Rồi hãy nhanh tay đi các chị ơi, đầu xuân bọn em bán với giá 18k thôi ạ. 18k cho ngày đầu năm mới bọn em làm việc này. Rồi Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhạc bao nhiêu vậy, giá 18k chị nhá. Đã chia sẻ ok chị Đặng Huyền Thương nhá. Bọn em sẽ lên xem những chị nào mà chia sẻ đầy đủ, chỉ còn 8 lượt chia sẻ thôi là bọn em sẽ tặng chiếc váy này với giá 18k và không giới hạn cho ngày hôm nay ngày đầu làm việc được không nào? Rồi hãy tương tác và chia sẻ cực kỳ nhiệt tình ngày hôm nay đi ạ. Rồi ok nào, những chị khác thì sao đây ạ? Đã chia sẻ với em chưa nhở? Mình chỉ bằng cách chia sẻ thôi, không cần phải nhiều làm chia sẻ quá nhiều làm gì đâu. Chỉ có 8 lần thôi ạ là chắc chắn mình đã được sở hữu chiếc váy vô cùng xinh đẹp như thế này để mặc đi chơi này, đi du xuân rồi các chị nhá. Rồi màu hồng này mà trên người quá là xinh đẹp luôn. Bên cạnh đó còn có cả màu đen các chị ơi, màu đen này, màu xanh rêu và đây là màu cam đất các chị nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn vào ngày hôm nay với giá vô cùng đặc biệt luôn. Ngày đầu xuân năm mới này 18k và hôm nay tặng không giới hạn luôn này. Không giới hạn luôn, những chị nào comment chia sẻ đầy đủ thì chắc chắn là sẽ được sở hữu chiếc váy này được không ạ? Rồi 58kg quá vừa luôn chị nhá. Mẹ Hiền quá vừa luôn đấy ạ. Rồi những chị nào chia sẻ xong rồi thì hãy nhanh tay vào đây comment rằng là đã chia sẻ cho em này. Comment thật nhanh nhá, đã chia sẻ để em sẽ kiểm tra chị đó và gửi tặng chị đó với giá 18k luôn đúng không ạ? Đầu xuân năm mới nói là luôn. Vì thế mình hãy nhanh tay đi, chỉ cần bấm nút chia sẻ có 8 lần thôi, không cần phải chia sẻ quá nhiều đâu. 8 lần thôi là chắc chắn rồi. Chiếc áo váy em đang mặc trên người này, các chị thích lấy màu nào cũng được là mình sẽ được sở hữu trong tay với giá vô cùng sốc ngày hôm nay 18k chị nhá. 18k đấy ạ, chiếc váy vô cùng xinh đẹp này, thiết kế quá là trẻ trung đó các chị ơi, và 18k đảm bảo là giá cực kỳ sốc rồi đúng không ạ? Hãy nhanh tay đi các chị ơi, và đây chính là món quà bọn em muốn tri ân các chị đã luôn ủng hộ bọn em trong một năm qua, đã tương tác ủng hộ bọn em cực kỳ nhiệt tình, và đây chính là món quà đầu xuân đây ạ.
chưa chia sẻ này. Rồi chị nào đây, chị nào chưa, chị Thanh Nguyễn ơi, chị chia sẻ đi ạ. Chị nhớ là phải chia sẻ nha, chỉ cần chia sẻ 8 lần thôi mà là chắc chắn mình đã được sở hữu rồi. Chia sẻ 8 lần nữa các chị ơi, 3 lần trên trang cá nhân của mình này, bật hộ em chế độ công khai nào và chia sẻ trong một lần trong các nhóm này. Các chị tham gia ở nhóm nào thì hãy nhanh tay chia sẻ nhóm đó đi ạ. Rồi là tâm sự Eva dọn nhà trước đỡ trận này, hội con gái hay hội đàn bà hội gì đó. Các chị hãy nhanh chóng chia sẻ vào đó, chỉ 5 lượt và chia sẻ trang cá nhân của mình 3 lần thôi là mình chắc chắn sẽ sở hữu chiếc máy này rồi, với giá là 18k chị nhá. 18k cho ngày đầu năm mới đấy ạ. Rồi chị nào mà chia sẻ xong rồi thì hãy nhanh chóng chia sẻ, bấm nhanh chóng comment là đã chia sẻ đúng không ạ. Rồi em chào tất cả các chị rồi, em nhìn thấy hết cả các chị luôn. Nên các chị hãy nhanh chóng chia sẻ đi, nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Một chị đầu tiên đấy, thấy à? Đâu, em có thấy hiển thị trên này đâu. Chắc chắn là sẽ vừa các chị ơi, những chị nào mà dưới 58kg, dưới 60kg là đã vừa rồi. Mặc chiếc váy vô cùng xinh đẹp như này, đây là chất thái trượng chị ơi, hay còn gọi là chất cát hàn đấy ạ. Mặc lên rất là mát luôn các chị nhá, và đảm bảo vô cùng điệu đà luôn. Đằng sau thiết kế đôi tôm cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Rồi, thật nhanh tay lên đi ạ, thật nhanh tay nào. Rồi, trên tay em đang là chị đầu tiên rồi đây. Hôm nay những chị nào mà chia sẻ cho em đầy đủ 8 lượt thì là bọn em sẽ tặng luôn nha. Tặng luôn, tặng không giới hạn luôn các chị nhá. Nên hãy chia sẻ và tương tác cực kỳ nhiệt tình đi ạ. Ok, rồi em đọc chị đầu tiên luôn nha. Đọc chị đầu tiên luôn này. Rồi để các chị không được chờ đợi lâu nữa thì em sẽ đọc luôn chị đầu tiên luôn. Những chị nào chia sẻ đầy đủ thì hãy nhanh tay comment cho em là đã chia sẻ đúng không ạ. Rồi chúc mừng chị đầu tiên này, chị Đào Yến Yến nhá. Rồi chị Đào Yến Yến là chị đầu tiên sở hữu được cái chiếc váy này với giá 18k đúng không ạ. Rồi chị đã chia sẻ trang cá nhân của mình này và chia sẻ trong các hội chợ ở chị ơi. Đúng rồi, chị đầu tiên là chị Đào Hải Yến, Đào Yến Yến nhá. Nhanh tay comment cho em kèm theo màu này, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thật nhanh để bọn em gửi chiếc váy này với giá 18k cho chị đúng không ạ. Rồi em nhắc lại nha, 18k cho chiếc váy này chào xuân đúng không ạ. Rồi áo em mặc có giá 18k chị nhá, 18k. Rồi những chị nào mà chia sẻ đầy đủ 8 lượt cho em rồi thì hãy nhanh chóng comment rằng là đã chia sẻ đi ạ, để em sẽ kiểm tra và gửi tặng chị đó luôn. Chưa chia sẻ này. Rồi chị gì ạ? Mẹ Hĩnh. Chị Mẹ Hĩnh, chị comment là đã chia sẻ nhưng mà em thấy chị chưa sẻ một lượt, chưa sẻ một lượt nào trên trang cá nhân của mình cả. Rồi các chị ơi nhớ là hãy chia sẻ nhá. Chia sẻ đầu xuân năm mới mẹ, chia sẻ và tương tác với bọn em cực kỳ nhiệt tình đi ạ. Thì chỉ cái chiếc váy này với giá 18k sẽ thuộc về nhanh tay trong tay các chị sớm thôi. Nhớ là phải chia sẻ nhá, không lại không chia sẻ mà lại cứ comment là đã chia sẻ là không được nhận đâu, bởi vì bọn em có hệ thống kiểm tra hết tất cả những chia sẻ này. Cơm thi chưa chia sẻ này. Các chị ơi hãy chia sẻ đi ạ, và chia sẻ tương tác cực kỳ nhiệt tình đi. 18k cho chiếc váy vô cùng xinh đẹp như này này, màu hồng nhá. Rồi màu xanh rêu này, màu đen và màu cam đất, các chị thích lấy màu gì cũng được. Và hôm nay chỉ có giá 18k thôi ạ. Khởi đầu một năm mới giá 18k nào. Rồi hãy thật hào hứng và chia sẻ với em và tương tác cực kỳ nhiệt tình với Queen buổi đầu được không ạ. Rồi là chắc chắn các chị chia sẻ đi. Sao thấy em thấy rất nhiều các chị không chia sẻ đấy ạ. Rất nhiều các chị không chia sẻ nhá. Hôm nay bọn em sẽ kiểm tra hết những chị nào mà chia sẻ tương tác đầy đủ nhiệt tình với Queen bọn em thì chắc chắn là mình sẽ được nhận cả cái món quà mà Queen này chị muốn, chiếc váy vô cùng xinh đẹp này với giá 18k nha các chị nhá. Rồi hôm nay chắc chắn là những chị nào mà chia sẻ cực kỳ nhiệt tình thì chắc chắn là bọn em sẽ tặng luôn nha, không giới hạn ngày hôm nay luôn. Những chị nào mà chia sẻ đủ đầy đủ 8 lần thì chắc chắn là mình sẽ được sở hữu chiếc váy vô cùng xinh đẹp đang trên người này. Rồi hãy tương tác cực kỳ nhiệt tình với Queen ngày đầu làm việc đi ạ. Ok, chị đã chia sẻ rồi, Trần Quỳnh, ok để em sẽ kiểm tra chị nhá. Rồi Thanh Nga Dương. Rồi các chị ơi, các chị chia sẻ đi ạ. Hôm nay đầu xuân nên bọn em sẽ tặng các chị không giới hạn luôn với chiếc váy em đang cầm trên tay 18k được không ạ. Trời ơi cực kỳ giá quá, cực kỳ sốc luôn. Và chiếc vải vô cùng là mềm các chị nhá, mặc như không mặc nhẹ tênh luôn đấy ạ. Với giá cực kỳ sốc cho ngày đầu thôi, 18k các chị ơi. Vì thế hãy nhanh tay tương tác và chia sẻ đi ạ. Rồi chị nào mà chia sẻ xong rồi thì hãy comment là đã chia sẻ để... Rồi em sẽ công bố luôn chị tiếp theo nhá. Công bố luôn chị tiếp theo. Rồi chia sẻ 5 lần rồi, chị Rồng Biển ơi, chị hãy chia sẻ cho em trên trang cá nhân của mình chưa ạ. Chia sẻ trang cá nhân của mình và nhớ là chia sẻ nhóm cho em á chị nhá. Rồi chia sẻ nhóm nào. Diễm Nguyễn đâu chia sẻ đâu. Các chị đừng có... Rồi ok, chị tiếp theo trên tay em đang là chị tiếp theo rồi đấy ạ. Chị tiếp theo đây rồi. Rồi chúc mừng chị tiếp theo là chị Thùy Nguyễn nha. Rồi chị này đã chia sẻ đầy đủ rồi ạ. Hôm nay em nói là em sẽ công bố hết những chị nào mà chia sẻ đầy đủ. Rồi chị Đào Hiển Yến em nhận được rồi nha. Thì lát em sẽ bên em sẽ có chuyên viên gọi điện cho chị. Rồi chúc mừng chị thứ hai. Chị thứ hai là chị Thùy Nguyễn nhá. Rồi chị thứ hai sẽ là chị sở hữu được chiếc váy này với giá 18k. Rồi chị hãy nhanh tay comment cho em màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đấy ạ. Tiếp tục những chị khác thì sao đấy ạ. Bên em đang tìm ra những chị tiếp theo này. Những chị tiếp theo sở hữu được chiếc váy với giá 18k.
chế độ công khai nhé. Rồi các chị ơi, nhớ là trên trang cá nhân của mình nhớ bật hộ em chế độ công khai, tuyệt đối không để chế độ mình tôi hay bạn bè các chị nha, vì bọn em sẽ không nhìn thấy đâu ạ. Vâng, và chia sẻ cho em trên 5 lần trên trang cá nhân của mình, à 5 lần trên các hội chợ nữa, 3 lần trên trang cá nhân của mình và 5 lần trên các hội chợ, tổng cộng là 8 lần thôi mà. Chỉ có 8 lần thôi là mình đã được sở hữu chiếc váy em đang cầm trên tay hoặc mặc trên người với giá 18k rồi đấy ạ. Rồi chị nào mà chia sẻ xong rồi thì nhanh chóng comment rằng là đã chia sẻ nào để em sẽ gửi tặng các chị, như hai chị trước luôn, đã hai chị chiếc váy đã tìm ra hai người sở hữu rồi, còn những chị khác thì sao đấy ạ. Rồi đã chia sẻ Ellie Phạm rồi, nào các chị ơi hãy nhanh tay đi ạ, bên em đang tìm ra kết quả của chị tiếp theo rồi này. Lên 3.000 rồi, nào thật nhanh tay các chị ơi, lên 3.000 đi ạ, lên 3.000. Em sẽ công bố tiếp theo những chị sở hữu chiếc váy em đang mặc trên người với giá 18k được không nào? Rồi, thật nhanh tay đi các chị ơi, lên đến 3.000 người đi ạ. 3.000 người, em sẽ công bố những chị tiếp theo nhá. Chị nào chưa chia sẻ thì nhanh chóng bấm nút chia sẻ đi. Chỉ có 8 lần thôi các chị ơi, 3 lần trang cá nhân của mình và 5 lần trong các hội chợ là mình đã được chắc chắn sở hữu cái chiếc váy này rồi, với giá cực kỳ sốc cho đầu xuân năm mới 18k đấy ạ. Giá quá sốc luôn đúng không nào? Rồi ok. Nào chị Thùy Ninh, ok, chúc mừng chị Thùy Ninh là chị tiếp theo sở hữu được chiếc váy này với giá 18k được không ạ? Rồi chị Thùy Ninh nhá, đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình bật chế độ công khai rồi đây, và chia sẻ cho các hỗ trợ các chị ơi. Rồi chị Thùy Ninh hãy nhanh chóng comment cho em màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Còn những chị khác thì sao đấy nhở. Rồi những chị nào mà chia sẻ đầy đủ rồi thì hãy nhanh tay comment rằng là đã chia sẻ đấy ạ. Còn những chị nào mà chưa chia sẻ thì hãy nhanh tay chia sẻ nhá, bấm nút chia sẻ, chỉ có 8 lần thôi mà, 3 lần trên trang cá nhân của mình bật hộ em chế độ công khai và chia sẻ 5 lần cho em trong các hội chợ các chị nhá. Trong các hội chợ chỉ có 5 lần thôi, không cần phải chia sẻ quá nhiều đâu, đầy đủ 8 lần là bọn em sẽ tặng cho các chị cái váy này với giá 18k luôn. Rồi thật nhanh tay các chị ơi, thật nhanh tay lên đi ạ. Rồi, những chị nào mà mình không muốn chờ đợi lâu và muốn sở hữu cái chiếc váy này thật nhanh và luôn này thì hãy nhanh tay comment cho em, và chiếc váy này hôm nay bán với giá cũng cực kỳ rẻ cho ngày đầu xuân năm mới thôi. Đó là 200k các chị nhá. Rồi 200k, khi nào lên đến 3.500 người được không ạ? Em sẽ lại công bố những chị tiếp theo. Vì thế mình hãy tương tác và chia sẻ với em cực kỳ nhiệt tình và tiếp tục bấm nút chia sẻ thật nhiều đấy ạ. Chỉ có 8 lần thôi, mỗi chị chia sẻ 8 lần thôi là những chị nào hôm nay chia sẻ đầy đủ là chắc chắn mình sẽ được sở hữu chiếc váy vô cùng xinh đẹp này trong tay nhá. Rồi còn chị nào muốn mua luôn thì hãy nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng được không ạ? Chiếc váy này em đang bán với giá cực kỳ sốc cho chị từ 250.000 giảm còn 200.000 cho ngày đầu xuân này được không ạ? Rồi gồm có 4 màu đấy các chị ơi, 4 màu em đang mặc trên người là màu hồng đỗ này, màu đen này, màu xanh rêu và màu cam đất các chị nhá. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn hàng free size dưới 60kg là các chị đã mặc cực kỳ xinh rồi, đảm bảo chiếc váy này mặc lên vô cùng xinh đẹp, điệu đà và bồng bềnh luôn. Những chị nào muốn sở hữu nhanh chóng đi ạ, và những chị nào mà có bụng này hay bầu bí một chút thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo rồi đấy ạ. Hãy nhanh tay vào đấy các chị ơi, 200k, 200.000 cho ngày đầu xuân năm mới một chiếc váy này các chị nhá. Nghe nói là mấy hôm nữa trời đã trở nên nóng rồi đấy ạ, thì việc sở hữu một chiếc váy này thì vô cùng là đúng đắn luôn. Vì thế mình hãy nhanh tay comment đặt hàng nào, V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng lên đi ạ. Rồi đến 3.500 người các chị nhá, 3.500 người em sẽ công bố những chị tiếp theo. Chị đặt màu cam thì vui lòng comment cho em là V01 cam, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Thật nhanh tay đi các chị nhá. Rồi bao nhiêu ký vừa chị ơi, dưới 60kg là các chị đã mặc vừa chiếc váy này rồi, mặc vừa chiếc váy này vô cùng xinh đẹp luôn các chị ơi, váy này đẹp lắm luôn ý, thiết kế vô cùng trẻ trung luôn này. Rồi hai tà hai bên vô cùng điệu đà và đằng sau là đuôi tôm cực kỳ nhẹ nhàng nhá. Các chị đi thì cái tà chiếc váy đằng sau sẽ đi theo các chị rất là bồng bềnh nhẹ nhàng luôn. Những chị nào mà thích nữ tính một chút, nhẹ nhàng và điệu đà một chút thì hãy nhanh chóng comment trên là V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi thật nhanh tay các chị nhá, 200.000 này, 200.000 cho ngày đầu xuân năm mới và đảm bảo mặc chất cực kỳ đẹp luôn các chị ơi, rất đẹp và đảm bảo mặc lên người như không mặc luôn nhá. Rồi bốn màu lần này, màu đen này, màu xanh rêu này, màu cam đất và em đang mặc là màu hồng vỏ đỗ đấy ạ. Những chị nào muốn sở hữu nhanh chóng comment cho em này, V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Rồi ok, lát em sẽ thử màu đen cho các chị xem nhá. Ok chị Hồ Uyên, em chốt đơn hàng rồi, em có thấy chị Duyên Độ, em có thấy hết tất cả các chị. Những chị nào muốn sở hữu thì nhanh chóng comment cho ngày hôm nay đi ạ. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Dưới 60kg là các chị mặc rất là tốt, rất là xinh luôn rồi. Chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng đi ạ. Màu hồng thì vô cùng là trẻ trung, rất là điệu đà này. Màu đen thì chắc là gam màu cơ bản và trong tủ quần áo của mình ai có rồi đúng không ạ? Màu rêu thì vô cùng là lạ mắt và tông cam đất, tông nút thì năm nay vô cùng là hit hot rồi đúng không nào? Rồi ok, chị Hoàng Nhi em chốt đơn hàng chị rồi này. Bùi Hằng Phương Nhi ok em chốt đơn hàng nha. Rồi những chị nào ở nội thành Hà Nội thì sẽ là ship 20k, còn ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. 200.000 cho ngày đầu năm mới đấy ạ. Chị nào muốn sở hữu thì nhanh chóng thật nhanh tay comment đi. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nhá.
Ok, Nguyễn Loan em chốt đơn hàng này, Kim My Lai em chốt đơn hàng rồi ạ. Rồi Thúy Hoàng, ok chị Thúy Hoàng nhá. Những chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng lên đi ạ. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Nhân ngày hôm nay thì bọn em về bán cho chị với giá cực kỳ rẻ, 200.000 thôi. Chứ mấy hôm nữa là đảm bảo nó sẽ về giá gốc của nó là sẽ đắt hơn đấy ạ. Vì thế chị nào đang có sự duyên xem livestream của em rồi thì hãy nhanh chóng đặt hàng đi, đảm bảo cái chiếc váy này mặc lên rất là xinh nữa chị ơi. Rất là xinh luôn ý. Rồi gần hè gần nắng nắng đến nơi rồi thì nên là mình hãy sở hữu đi. Với đầu xuân năm mới bọn em đã bán cho chị với giá rất là rẻ như thế, mình hãy nhanh tay comment nào V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Dưới 60kg đảm bảo các chị mặc cực kỳ xinh với tốt luôn. Ok Kiều Bùi này, Vũ Huyền chị ơi cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Em có thấy chị Thanh Thảo nhá. Hà Như thêm cho em địa chỉ đi ạ. Nguyễn Thủy Thùy Như em chốt đơn hàng, Diễm Ngọc em chốt đơn hàng rồi. Váy này đảm bảo là mặc lên rất là xinh đó chị nhá, và đảm bảo là mặc lên người như không mặc luôn, bởi vì chất nó quá là nhẹ luôn ạ. Cực kỳ mát chị nhá. Thật nhanh tay sở hữu đi ạ, không mấy nữa nắng nóng là sẽ ra về giá gốc đấy. Hôm nay bọn em bán ngày đầu nên bọn em bán cho các chị với giá cực kỳ rẻ thôi, đó là 200.000 thôi ạ. Chị nào muốn sở hữu thì nhanh chóng comment nhá. Thật nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho em, gồm đầy đủ 4 thông tin này. V01 này là mã của nó, màu là cách thứ hai, 3 là số điện thoại và 4 là địa chỉ nhận hàng nhá. Các chị ở chỗ nào ngóc trong ngóc ngách ở tất cả cái đường Việt Nam, đất nước Việt Nam này thì bọn em cũng sẽ ship được tận tay tận giường cho các chị. Vì thế mình hãy chỉ việc ngồi lấy điện thoại ra hoặc lấy một cái máy tính ra, rồi chỉ cần bấm nút comment đặt hàng thôi, là một lúc nữa chuyên viên tư vấn bên em sẽ gọi điện trực tiếp cho các chị một lần nữa để chốt đơn hàng và gửi hàng cho các chị ngay, để các chị sớm mặc để đi du xuân này cũng như đi chơi hoặc đi làm thì cũng rất là lịch sự các chị nhá. Đảm bảo mặc cái chiếc váy nên rất là xinh luôn các chị nha. Rồi Nguyễn Huyền em chốt đơn hàng này, Mai Mai ok chị nhá, em chốt đơn hàng các chị rồi. Những chị nào đầy đủ thông tin thì mình em chốt đơn hàng và nhớ là mình comment một lần đầy đủ thông tin để được chốt đơn hàng luôn các chị nhá. Rồi Mi Phạm Anh Đào chốt rồi ạ. Thư Thư em chốt rồi này. Rồi Leo Hoàng Nhật Lâm ok các chị ạ. Chị ơi cái này hàng free size các chị nhá, dưới 60kg là các chị mặc rất là xinh rồi. Gồm có 4 màu này, màu hồng vỏ đỗ em đang mặc trên người, màu đen này các chị nhá, màu xanh rêu ạ. Và đây là màu cam đất các chị ơi, màu cam đất. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn. Chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng đi ạ. Rồi Nguyễn Văn Anh ok chị Hương Tây nhá. Rồi Diệu Hiền ok các chị, dưới 60kg thì là các chị đã mặc vừa rồi. Và những chị nào có bụng một chút, mình nếu mà Tết này mình ăn mặn mập mập tăng cân lên một chút thì cái chiếc váy này là một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo, đó chính là nó ra dáng suông và không hề lộ bụng một chút nào các chị ơi, mà lại cực kỳ tôn dáng và điệu đà rất là xinh xắn với chiếc đuôi váy đuôi tôm thiết kế đằng sau này, và đằng trước là hai tà, đằng bên cạnh đó là cổ cổ rất là trẻ trung luôn, đây gọi là cổ gì ta, cổ tàu, đúng rồi đây là cổ tàu, rất là trẻ trung luôn các chị nhá. Hương Phan ok này, em có thấy các chị ok, em có thấy chị Lê Tiến luôn, Ngô Phương em có thấy chị luôn. Rồi những chị nào muốn sở hữu nhanh chóng comment cho em này. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đấy ạ. Rồi chiếc váy này gồm có 4 màu luôn này, màu hồng vỏ đỗ nhá. Rồi màu đen, màu xanh rêu cực kỳ lạ mắt luôn chị ơi, màu rêu rất là xinh, và màu cam đất là tông nút thì năm nay vô cùng hit hot rồi đúng không nào. Rồi Thảo Đức Phương ok, Lộc Tí rồi ok, chị Nguyễn Thương. Những chị nào đầy đủ thông tin thì lát nữa bên em sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện cho các chị một lần nữa để tư vấn cũng như là chốt đơn hàng cho các chị ngày hôm nay các chị nhá. Yên tâm đi ạ, mình sẽ có hàng sớm thôi để mặc đi chơi, đi du xuân cũng như là gần đây chắc là các chị đã đi làm hết rồi đúng không ạ? Mà khi đi mà đi làm thì mặc cái váy này cũng rất là lịch sự luôn, đảm bảo không hở một tí nào. Rồi Trinh Kiều, Bích Hà, ok Bảo Khánh luôn nhá. Rồi Linh Laurit này, rồi Đặng Thu này, rồi thật nhanh tay các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Chị nào mà chưa comment thì hãy nhanh tay comment đầy đủ hộ em 4 thông tin nhá. Đừng thiếu bất kỳ một thông tin nào mà mình lại không được chốt đơn hàng. Đầy đủ này, V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi Linh Linh này, Nguyễn Thoại Linh ok, chị Thảo Ngô luôn. Rồi thật nhanh tay chị nhắc đầy đủ em 4 thông tin là được, là mình sẽ được chốt đơn hàng với chiếc váy vô cùng xinh đẹp như thế này. Chất mặc lên người rất là xinh các chị nhá, chất mặc lên người rất là xinh, và chất này đảm bảo là mặc mùa hè thì cực kỳ mát. Hãy sở nhanh chóng sở hữu đi, vì mấy hôm nữa miền Bắc mình thì đã nóng lên rồi đấy ạ. Dự báo thời tiết là mấy hôm nữa là đã nóng lên rồi, còn ở trong các tỉnh miền Trung hay là miền Nam thì là chắc chắn là thời tiết cũng lúc nào cũng sẽ không lạnh như Hà Nội đúng không ạ, lúc nào cũng sẽ nóng rồi. Vì thế chị nào yêu thích cái chiếc váy này và muốn có cái tính của mình rằng là muốn nữ tính này nhẹ nhàng hay là bồng bềnh thì hãy nhanh tay đặt hàng nào. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Rồi Hằng Lê này, Vũ Dung này, rồi Mèo Hồ luôn ạ, ok chị Thanh Mai La nhá. Rồi các chị em nhắc lại cho những chị vào sau muốn sở hữu chiếc váy này nè, V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá, đầy đủ hộ em
24 công ty đấy ạ. Và chiếc váy chào xuân với giá cực kỳ sốc thôi, đó là 200k nha các chị nhá. Rồi Phương Thủy này thu E3 rồi. Cái váy này dưới 60kg là các chị mặc rất là tốt rồi. Bầu bí nhỏ thì bon chen được nhá, bon chen được và đảm bảo mặc lên rất là xinh. Còn những chị nào béo bụng thì đây là một sự sở hữu cực kỳ là ok rồi đúng không ạ? Rồi Tết lên thì chắc là ai cũng mập mập lên một chút, bụng mập một chút thì nhanh chóng sở hữu chiếc váy này đi, bởi vì nó quá là xinh đẹp, quá là dịu dàng và quá là tuyệt vời luôn. Các chị nhớ comment đầy đủ em muốn thông tin nha. Em nhắc lại cái phương thức đặt hàng rất là nhiều ở mỗi cái livestream, vì thế mình hãy để ý một chút và comment đầy đủ hộ em là mình sẽ được sở hữu cái chiếc váy này. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Dưới 60 cân là các chị mặc rất là xinh rồi. Ok Linh Ly luôn này, Tina Huỳnh này, rồi Thanh Hà Phạm, ok em chào chị luôn. Rồi Kim Trang Võ, rồi Đàm Huỳnh Đế Hát. Rồi em thấy hôm nay các chị comment rất là đầy đủ thông tin rồi. Một niềm vui rất là lớn cho ngày đầu xuân đó là các chị đặt hàng comment đầy đủ thông tin cho em. Rồi Nhi Bùi này, Thủy Trần này, rồi Thị Nguyễn Huyền Võ này. Rồi thật nhanh tay các chị nhá, thật nhanh tay lên đi ạ. Không mấy nữa nó lại về giá cũ thì cực kỳ là tiếc luôn. Và chị ơi, đây lưu ý hộ em là bên em đây là hàng free size các chị nhá. Dưới 60kg là các chị mặc rất là xinh rồi đấy, các chị yên tâm, dưới 60kg. Những chị nào dưới 60kg thì hãy nhanh tay vào đây comment nào. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Hãy nhanh tay lên đi ạ, chiếc váy này rất là xinh luôn nhá. Màu hồng vỏ đỗ vô cùng là trẻ trung luôn. Và bên cạnh đó có cả màu đen các chị ơi, màu đen này, màu xanh rêu này, màu cam đất này, gồm có 4 màu cho chị sở hữu nhá. Rồi, ok chị Mai Huỳnh luôn ạ, à, Hằng Phạm, ok Lê Hiền Liễu, rồi em thấy tất cả các chị luôn, Tí Tí Nguyên, ok. Những chị nào đầy đủ thông tin là mình sẽ được chốt đơn hàng nhá. Còn những chị nào mà vừa comment thiếu thông tin thì hãy nhanh chóng comment lại cho em ạ. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. Rồi, Thị Viên này, Quỳnh Lưu, ok, Loan Đào, rồi em thấy hết tất cả các chị rồi, thấy rất là rõ luôn. 60 kg có vừa chị ơi, bằng 60 hoặc dưới 60kg là các chị đã mặc cái vừa cái chiếc váy rất là xinh như thế này này. Rồi một màu đen này, màu đen thì trong tủ quần áo ai cũng có rồi đúng không? Màu đen là tông màu đơn giản này. Rồi màu xanh rêu thì vô cùng là lạ mắt luôn. Rồi đây là màu cam đất và em đang mặc trên người là màu hồng vỏ đỗ chị nhá. Các chị thích lấy màu nào cũng được, cứ comment cho em là V01. Ví dụ như lấy màu hồng thì comment cho em là V01 hồng, kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Còn những chị nào thích màu khác thì cũng comment tương tự như thế thôi, chỉ cần đầy đủ 4 thông tin. Một lúc nữa thôi là sẽ có chuyên viên tư vấn bên em gọi điện cho các chị, chốt đơn hàng một lần nữa, tư vấn cho các chị và gửi hàng cho các chị sớm nhất để các chị mặc đi du xuân này, hay là đi chơi này, hay là đi hẹn hò hay đi đâu đó cũng được. Thì cái chiếc váy này đảm bảo là không hở một chút nào các chị nhá. Xẻ tay như thế này thôi nhưng không hở một chút nào luôn. Rất là điệm đà và nực tính các chị nhá, cực kỳ bồng bềnh siêu yêu luôn. Rồi thật nhanh tay sở hữu cái chiếc váy vô cùng xinh đẹp trẻ trung thế này cho cái ngày đầu năm mới đi nào. Ok nhỏ Mai Trần nhỏ này, rồi Ngân Nguyễn nhá, ok chị Cute này. Rồi hôm nay các chị đặt hàng đầy đủ thông tin quá. Rồi Trần Nguyệt, ok chị ơi, đây là hàng free size chị nhá, hàng free size bên bọn em ạ. Dưới 60kg là các chị mặc rất là tốt, rất là xinh rồi. Rồi 60kg nhá. Ok Nguyễn Hoa này, nàng Út này, Hoa Quỳnh Anh này, rồi Phương Hoài này. Rồi thật nhanh tay đi các chị ơi, hãy thật nhanh tay comment đặt hàng đi nào. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi Kiều Anh Nguyễn nhá. Rồi Nguyễn Hằng, chị ơi cái này hàng bọn em hàng free size nhá, dưới 60kg là các chị mặc rất là xinh rồi ạ. Rồi một chiếc váy màu hồng đỗ vô cùng nhẹ nhàng này, bên cạnh đó có cả màu đen nữa, màu xanh rêu thì vô cùng lạ mắt, và màu hồng màu tông cam đất nữa các chị nhá. Màu tông nút thì vô cùng năm nay rất là hit hot rồi đúng không nào. Rồi Cao Phương Thu này, rồi chị Na Lê ơi, chị thích thì chị hãy nhanh chóng comment sở hữu đi ạ. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Và em nhắc lại giá của em váy này chào chào một năm mới này, hoan hỉ chào một năm mới, có giá là 200k các chị nhá, 200k thôi. Ok chị Linh Sún luôn này, Hoài Thu rồi, Vân Ca San rồi, tay trong tay ok. Rồi Lê Kiều Nga, ok tất cả các chị Thanh Hiền rồi. Hãy nhanh tay comment nhá. Em nhắc lại cái phương thức đặt hàng bên mình này, V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Ok chị Huyền Thu luôn, Phạm Thị Mai ok chị luôn nhá. Rồi thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay lên đi ạ. Rồi Viên Hạnh ok chị nhá. Rồi Trần Hợp, đảm bảo là cái chiếc váy này rất là xinh này. Thiết kế em mô phỏng qua một chút về cái chiếc váy đang mặc trên người nhá. Đây là cổ tàu cực kỳ trẻ trung luôn rồi. Bên cạnh đó là hai tà hai bên vô cùng là xinh luôn này. Đằng sau là đuôi tôm các chị nhá. Rất là nhẹ nhàng bồng bềnh luôn, và cái chiếc váy này cái ưu điểm của nó là chất rất là mát và rất là nhẹ các chị nhá. Rất là nhẹ luôn, đảm bảo là mặc như không mặc luôn nhá. Rồi hãy nhanh tay đi ạ, nhanh tay comment và đặt hàng đi. Rồi V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng.
và bên em đảm bảo là bao giá bao chất cho các chị nha. Càng ngày thì Queen bọn em sẽ cố gắng rằng là sẽ bán những cái chất lượng da, những cái mặt hàng, những cái chất lượng tốt nhất và giá sản phẩm ưng ý nhất đến cho các chị. Nên em mong rằng là các chị sẽ luôn ủng hộ bọn em nha. Trong thời gian tới sẽ luôn ủng hộ bọn em và tương tác với bọn em cực kỳ nhiệt tình được không nào? Rồi Bích Hằng Đặng thì ok chị nhá. Kim Anh ok chị luôn ạ. À. Mai Anh ok, thật nhanh tay các chị ơi. Chị nào muốn sở hữu nhanh tay này, V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Đầy đủ em 4 thông tin là mình sẽ được chốt đơn hàng luôn này. Ok, đây là có màu gì à? Chị Ngọc Dương ơi, đây có 4 màu chị ơi. Em đang mặc trên người là màu hồng vỏ đỗ. Bên cạnh đó còn có cả màu đen này, màu xanh rêu và màu cam đất các chị nhá. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Em đang mặc trên hồng người là màu hồng vỏ đỗ. Chị nào muốn nhẹ nhàng một chút thì có thể lấy màu hồng vỏ đỗ này. Rồi còn chị nào mà mình sợ mập thì có thể lấy màu đen hoặc là màu xanh rêu thì vô cùng lạ mắt. Còn đây là màu cam đất nha các chị nhá. Màu cam đất đấy ạ, đảm bảo là em mặc trên người như thế nào thì sẽ về tay các chị như thế. Và bên Queen bọn em sẽ luôn lấy những cái hàng loại một, những cái sản phẩm đẹp nhất về để phục vụ cho các chị và giá cũng cực kỳ là yêu thôi, không bao giờ bán đắt cho các chị làm gì cả. Vì thế nên các chị hãy nhớ là sẽ luôn ủng hộ bọn em được không ạ? Rồi mình ủng hộ rồi thì bọn em sẽ còn có giá và những món quà vô cùng ưu đãi nữa cho các chị. Vì thế nên là hãy tương tác và ủng hộ bọn em thật cực kỳ nhiệt tình nhá. Rồi ok Văn Thanh luôn này. Rồi chị Hàn, chị có tên Hàn Quốc gì đó, em chốt đơn hàng chị rồi nhá. Rồi các chị ơi, chị nào muốn sở hữu nhanh chóng đi ạ. Rồi chị ơi, bên em không có màu đỏ chị ơi, nếu chị nào ưa thích nhẹ nhàng thì có thể lấy màu hồng nhá. Đây là màu hồng vỏ đỗ cực kỳ là nhẹ nhàng, rất là xinh luôn. Rồi màu hồng em đang mặc đây. Rồi 60kg là các chữ vừa nhá. Phan Thị Lương em chốt đơn hàng này. Ngô Mạnh Tiến chốt đơn hàng. Linh Mini rồi em chốt đơn hàng. Đây là váy mùa hè nhá các chị ơi. Đây mùa hè nhá. Rồi mùa hè ạ. Mấy nữa thời tiết miền Bắc mình nóng lên rồi mà. Thế nên là các chị hãy yên tâm đi ạ. Yên tâm đặt hàng đi, đảm bảo là mình sẽ vài hôm nữa là mình sẽ mặc được. Và hãy sở hữu nhất ngày hôm nay bọn em làm việc luôn với giá là 200k đi ạ. Vì mấy hôm nữa thôi là sẽ về nắng nóng lên một chút là sẽ về giá gốc của nó. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay đặt hàng ngày hôm nay nào. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Rồi ok chị Niềm Tin, em nhớ là chị có màu hồng rồi, các chị nhớ đầy đủ thông tin bên cho em đi ạ. Nhớ là đầy đủ này, V01 chỉ lấy màu hồng thì comment cho em là V01 hồng, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Một lúc nữa thôi là chuyên viên tư vấn bên em sẽ gọi điện trực tiếp cho các chị. Rồi Uyên Hoài cho đơn hàng rồi nhá. Ok chị Rồng Biển luôn ạ. Phan Thị Thương ok các chị. Các chị cứ comment đầy đủ em thông tin đi là bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động, sẽ chốt hết tất cả những đơn hàng của những chị nào mà đầy đủ thông tin và sẽ gửi đơn hàng sớm cho các chị thôi. Nên các chị yên tâm là sẽ mình khoảng mấy hôm nữa thôi, những chị nào ở tỉnh được khoảng 1-2 hôm nữa thôi là bọn em sẽ chuyển váy cho các chị và để cho mặc cho các chị đi chơi hoặc đi du xuân đi dạo nhá. Rồi Nhiêu Ký vừa chị ơi, dưới 60kg vừa chị nhá. Ok chị Diệu Hiền luôn ạ. Chị lấy màu đen thì nhớ comment cho là V01 đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi nào. Rồi màu em đang mặc là màu hồng chị ơi, màu hồng vỏ đỗ nhá. Rồi chị nào lấy thì nhanh tay comment, chị nào yêu thích cái màu hồng vỏ đỗ em đang mặc trên người thì hãy nhanh tay comment là V01 hồng, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thật nhanh lên đi ạ. Ok Thanh 6 luôn này. Út Còi ok chốt đơn hàng nhá. Hoài Nam ok, 65kg thì em sợ chật rồi chị nhá. Và cái này sẽ dành cho những chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg thôi là mặc lên cực kỳ xinh rồi đấy ạ. Ok chị Anna Thùy Dương này, Nụ Nguyên ok em chốt đơn hàng chị rồi nha. Rồi chị Nguyễn Hòa ơi, ở trên này chơi rất là nhiều bình luận. Vì thế các chị cứ yên tâm đi, kể cả không cần em phải đọc tên chốt đơn hàng trên này, nhưng các chị cứ đầy đủ em 4 thông tin này, V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Đầy đủ em 4 thông tin đi là bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động các chị nha, sẽ chốt hết đơn hàng của chị. Nên các chị cứ yên tâm đi, đặt hàng xong rồi thì yên tâm, một lúc nữa sẽ có chuyên viên bên tư vấn bên em sẽ gọi điện cho chị. Ok chị Niềm Tin nha, đầy đủ em 4 thông tin, 40kg mặc có vừa chị nhá. Vặn rất là xinh luôn, đây là chiếc dáng váy suông nên là rất là dễ mặc luôn. Những chị nào mập vào một chút cũng có thể mặc được, và những chị nào người nhỏ nhỏ thì cũng có thể mặc được. Bởi vì yên tâm rằng là nó là dáng suông rồi nên là nó cái dáng váy rất là dễ mặc nhất luôn rồi đấy ạ. Nên chị nào muốn sở hữu chiếc váy vô cùng xinh tươi như thế này thì hãy nhanh chóng đi, đằng sau một chiếc đuôi gâu nữa chị ơi, các chị nhìn thấy rõ không ạ? Đuôi gâu mặc rất là xinh, comment nào. V01 cái màu, số điện thoại chỉ nhận hàng và giá là 200k cho giá khởi đầu một năm mới các chị nhá. Ok Hương Nhi luôn này, Thanh Nhàn ok các chị luôn, Hiền Bún ok chị luôn ạ, Đinh Nguyễn Ngọc Diệp ok em chào tất, em thấy hết cả chị và em chào tất cả các chị. Rồi hãy nhanh tay lên đi ạ, nhanh tay comment nào. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ em thông tin nhá. Rồi một cái có giá là 200.000 các chị nhá, giá cho ngày hôm nay là 200.000 đấy ạ. Nguyễn Phương Phương ok các chị luôn, bên em bao giá bao chất, bụng hơi to mặc được xinh luôn chị ơi. Yên tâm là mặc cái váy này em đảm bảo các chị là mặc lên không hề lộ bụng một chút nào. Các chị không tin các chị cứ thử sở hữu một chiếc, mua thử một chiếc về mà xem. Những chị nào mà đã mua hàng bên Queen trong thời gian qua chắc là biết rõ quá rõ về chất lượng cũng như sản phẩm, giá sản phẩm bên em rồi đúng không ạ? Yên tâm là bên em bao giá bao chất cho các chị, đảm bảo giá rẻ nhất thị trường luôn nha. Thế nên các chị cứ yên tâm comment đặt hàng đi, khi nào mà mình sờ vào em không phải nói nhiều nữa mà các chị hãy cứ đặt hàng và mình sở hữu chiếc váy trong tay thì mình sẽ cảm nhận được rõ hơn đúng không ạ?
Rồi, ok chị Huệ Viên luôn này. Bên này hàng free size chị nhá. Hàng free size dưới 60kg là các chị đã có thể mặc được rồi. Vì thế chị nào muốn sở hữu thì nhanh chóng đi, nhanh chóng comment này V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Ok, Việt Hà 45kg trời ơi, người như người mẫu luôn. Đảm bảo mặc lên cực kỳ xinh luôn rồi. Comment nào V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ em thông tin với chốt đơn hàng nhá. Ok, Thương Hoài luôn, Thảo Nhi, ok. Những chị nào mà chưa đầy đủ thông tin cho em comment mà chưa đầy đủ thế nhanh chóng đầy đủ đi ạ. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Ở một cái livestream bọn em đã nhắc rất là rõ về phương thức đặt hàng rồi. Vì thế mình hãy comment đầy đủ các chị nhá, comment đầy đủ đi ạ để mình được chốt đơn hàng luôn, chốt đơn hàng sớm các chị nhá. Ok, chị Thùy Hùng luôn này. He he Tâm, ok chị luôn. Em thấy những chị nào trên này đầy đủ thông tin em sẽ nhắc tên, còn những chị nào mà không thể em nhắc tên mà cứ đầy đủ thông tin đầy đủ bốn thông tin rồi thì mình cứ yên tâm rằng là một lúc nữa bên em sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện cho các chị và sẽ có phần mềm chốt đơn hàng tự động, các chị yên tâm mua hàng nhá. Rồi, thật nhanh tay các chị ơi. Rồi, Nguyễn Văn này, Dung Lương Thị, ok các chị ạ. Rồi, thật nhanh tay các chị ơi, thật nhanh tay lên đi ạ. Mi Trần, ok luôn. Phạm Ngân, ok chị nha. Xuân Sơn, ok rồi. Em thấy các chị rất là hôm nay các chị niềm vui nữa là các chị comment đầy đủ, rất là đầy đủ thông tin cho bọn em. Nhớ là phải đầy đủ thông tin mới chốt đơn hàng các chị nhá. Đầy đủ hơn 1m65, trời ơi người quá đẹp luôn rồi, lại còn hỏi em có vừa không. Mặc chắc chắn là sẽ vừa và bằng như em luôn các chị nhá. Em cũng cao 1m65 đấy ạ, mặc rất là xinh. Các chị mặc cái chiếc váy này và đi một đôi giày cao gót luôn thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Ok, Thắm Bùi em chốt đơn hàng. Rồi, thật nhanh các chị ơi, thật nhanh lên đi ạ. Chiếc váy này hôm nay bán với giá 200k thôi. Rất là rẻ thôi, đảm bảo là chất rất là đẹp các chị nhá. Hàng loại 1 đấy ạ và đảm bảo giá rẻ nhất rồi. Vì thế chị nào muốn sở hữu một chiếc váy này thì hãy nhanh chóng comment đặt hàng nhá. Rồi, đặt hàng ngày hôm nay đi ạ, ngày chào xuân nên chỉ có giá là 200.000 thôi. Hãy thật nhanh tay, đẹp quá chuẩn luôn, chị Trang Hiệp váy này rất là đẹp luôn đấy ạ. Đúng rồi, thật nhanh tay đặt hàng đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Chiếc váy này rất là xinh, hôm nay bọn em lấy luôn chiếc váy này để chào xuân cho các chị, một chiếc váy vô cùng là xinh đẹp và điệu đà đây. 200.000 nữa các chị ơi, 200.000 cho giá hôm ngày hôm nay này. Comment đi V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng để đặt hàng nhá. Ok, Danh Phương Hoài Linh luôn, Trang Nghị rồi, thật nhanh tay các chị ơi, thật nhanh tay và đảm bảo là dưới 60kg là các chị mặc rất là xinh chiếc váy này nhá. Dưới 60kg là mặc rất là xinh, màu hồng và đỗ, ok. Ngọc Ánh luôn này, Yến Ngọc Phạm Thị, ok chị ơi, không có màu đỏ chị nhá. Chiếc váy này thì lại không có màu đỏ đâu ạ. Nó chỉ có màu hồng em đang mặc trên người này. Bên cạnh đó còn có cả màu đen này, rồi màu xanh rêu và đây là màu cam đất các chị nhá. Gồm có bốn màu là màu hồng cỏ đỗ này, rồi màu đen đây này, xanh rêu. Và đây là màu cam đất các chị nhá. Bốn màu, ok Phương Nguyễn luôn. Ok rồi, là một lúc nữa em sẽ thử màu đen cho các chị xem. Mà em mặc mẫu này một chút nữa thôi, rồi em sẽ thử ra màu đen cho các chị xem nhá. Chị nào mà thích cái sự nhẹ nhàng một chút thì mình có thể lấy màu hồng đất này. Rồi, và tông màu đen thì chắc là ai cũng mặc được rồi đúng không? Còn muốn lạ mắt một chút thì mình có thể lấy màu rêu, hoặc là muốn sở hữu cái màu hip hop của năm nay thì là màu cam đất, thì anh nhanh chóng comment đi ạ. Nhớ là đầy đủ thông tin em nhá. Ok, Danh Võ này, làm thế nào để mua được à? Trời ơi, quá đơn giản luôn chị ơi. Comment này, lấy điện thoại ra hoặc lấy cái máy tính ra comment V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đấy. Như thế thôi là mình đã được chốt đơn hàng rồi và sẽ được có hàng sớm nhất các chị nhá, sớm nhất có hàng cho các chị luôn. Rồi, ok, Hân Phạm nhá. Rồi, Phương Anh, Kim Nhiên, rồi em thấy hết tất cả các chị rồi đấy ạ, thấy rất là rõ rồi. Vì thế chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment đi V01 cái màu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng nhá. Rồi, Nhung Gấu, ok. Em bao nhiêu kg? Em 48kg chị nhá. Rồi, sẽ dành cho những chị nào mà dưới 60kg mà rất là xinh. Ok, chị Thùy Nguyệt luôn nhá. Thu Hương thêm cho em địa chỉ đi ạ. Po Nguyễn, ok, chị Anh Minh Vũ thêm cho em địa chỉ đi ạ. Lan Khởi cho em địa chỉ đi. Các chị ơi nhớ đầy đủ thông tin cho em nhắc lại thông tin cái phương thức mua hàng này. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Đầy đủ em bốn thông tin em chốt đơn hàng đấy ạ. Rồi, bộ em đang mặc có giá là 200.000 chị ơi. Ok, Dung Mèo em chốt đơn hàng chị rồi nhá. Phụng Trần, ok. Còn màu nào nữa? Đây chị ơi, gồm có 4 màu luôn ạ. Màu hồng vỏ đỗ đang trên người này. Bên cạnh đó còn có màu đen này, màu xanh rêu và màu cam đất các chị nhá. Gồm có 4 màu luôn đấy ạ. Chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment đi. Nhanh chóng comment cho giá ngày hôm nay chỉ có 200.000 thôi ạ. 200.000 cho ngày chào xuân năm mới thôi. Ok, Phạm Tuấn Anh luôn ạ. Anh Nguyễn, ok. Shop ở đâu? Shop em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Ok, Bùi Duẩn luôn này. Ok, lát em sẽ thử màu cam đất cho chị xem. Lát em sẽ thử lần lượt. À đây, màu cam đất là canh mặc rồi các chị ơi. Đây, màu cam đất là canh mặc rồi đấy ạ. Chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng đầy đủ em thông tin nhá. Ok, chị Ngọc Đặng em chốt rồi ạ. Đặng Hương, ok chị luôn. Phượng Tóc Neo thêm cho em thật nhanh địa chỉ đi ạ. Một lúc nữa em sẽ thử màu đen cho các chị xem. Rồi, ok, Rồng Xương này.
V01 màu hồng vỏ đỗ, ok Phạm Vương thêm cho em địa chỉ đi ạ. 60kg có vừa chị nhá, bên em là hàng free size, đảm bảo những cái chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg thì sẽ vừa chiếc váy này các chị nhá. Ok chị Thương Hoài luôn ạ, Hoa Nguyễn em chốt đơn hàng rồi, bầu bì có mực được chị Nguyễn Huệ nhá, Hoa Thanh em chốt đơn hàng rồi ạ, Nhung Mèo ok chị ơi, em cao 1m65 nha chị nhá, em cao 1m65 ạ. Những chị nào mà kể cả có thể thấp hơn một chút hoặc là cao hơn thì mặc chiếc váy này đều mặc được các chị nhá, rất là dễ mặc luôn bởi vì nó là dáng suông và thiết kế rất là dễ mặc, đuôi tôm này và thiết kế hai tà đằng trước rất là xinh đẹp, rất là nhẹ nhàng và bồng bềnh luôn. Rồi chị nào thích nữ tính, muốn nữ tính một chút thì là hãy nhanh tay sở hữu chiếc váy này đi ạ. Nhanh tay comment nào, nhanh tay thật nhanh comment đầy đủ em muốn thông tin nhá. V01 cái màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng nào. Ok Mai Phương Nguyễn luôn nhá, Tommy Hải cho đơn hàng rồi ạ. Ok Liên Sô Phương này, Liên Hana này rồi, màu xanh rêu. Ok lát em sẽ mặc màu lần lượt thật tất cả các màu cho các chị xem. Thế những chị nào mới sở hữu màu hồng này thì hãy nhanh chóng comment đi ạ. V01 hồng, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Bên cạnh đó có bốn màu nữa, màu cam đất là canh đang mặc của chị nhá. Đây là canh đang mặc màu cam đất này. Bên cạnh đó có màu xanh rêu và màu đen nhá. Ok Trung Kiên luôn ạ, Hồng Anh ok 40kg mặc 1m52 có mặc được chị nhắc bướng nhá. Có mặc được đấy ạ, chiếc váy này rất là xinh luôn. Rồi ở miền Bắc mình thì chắc mấy nữa nóng lên rồi thì hãy nhanh tay sở hữu đi. Đảm bảo là mấy nữa các chị mặc váy này lên rất là xinh và đi du xuân hay là đi chơi hoặc đi đâu đó hò hẹn chẳng hạn. Hay là ngay cả cái việc đi làm thôi thì nó cũng rất là lịch sự luôn. Cái váy này nó rất là điệu nhưng nó không hở hang một chút nào nên các chị yên tâm nhá. Khi các chị cầm sản phẩm vào tay rồi thì các chị sẽ cảm nhận nó một cách rõ ràng hơn. Ok 47kg 1m63 mặc size nào? Chị ơi mặc được cái váy em đang mặc đấy ạ. À? Bên em là hàng free size các chị nhá. Free size dành cho những chị nào bằng 60 hoặc dưới 60kg là mặc rất là xinh. Ok rồi. Chị bao nhiêu kg? Em 48kg chị nhá. Phan Thị Thúy Hằng ok em cho đơn hàng rồi. Rất nhiều chị yêu cầu màu đen thì giờ em sẽ thử cho màu đen nhá. Thử sang màu đen, các chị xem màu đen thì rất là dễ mặc thôi. Nêu sớm đi. Dạ. Màu đen. Rồi, chị nào muốn đặt hàng thì nhanh chóng. Rồi chị nào muốn đặt hàng thì nhanh chóng comment đi ạ. V01 cái màu, số điện thoại để chị nhận hàng nào. Rồi cô Ca Hồn cho đơn hàng nhá. Chị Thùy Nguyễn Võ chị lấy màu cam comment cho em là V01 cam, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok chị Nguyễn Lành chị ơi thêm cho em địa chỉ đi ạ. Ok chị Kiều Thị Hiền em có thấy địa chỉ của chị rồi. À có thấy thông tin của chị rồi. Chị đầy đủ em thông tin là mình sẽ được cho đơn hàng chị nhá. Đỗ Thị Hà Thư em cho đơn hàng rồi ạ. 60kg có vừa chị ơi. Những chị nào mà bằng hoặc dưới 60kg là mặc rất là vừa, rất là xinh cái chiếc váy này. Rồi thật nhanh tay nào. Oanh Thị Lường ok em đặt có cho chị Trang Nguyễn đầy đủ em thông tin là bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động sẽ chốt hết đơn hàng các chị yên tâm nhá. Ok Hà Lan Nguyễn xin cho em địa chỉ đi ạ. 60kg có vừa nhé chị ơi, bằng 60 hoặc dưới 60kg là mình vừa chiếc váy này rồi. 62kg màu hồng chị Ngọc Thùy, 62kg em sợ chị mặc hơi chật mất rồi đấy ạ. Rồi những chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg mà đang xem livestream của em kia thì hãy nhanh chóng comment nào thật nhanh tay nhá. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. 58kg có vừa chị nhá, nhóc bướng ok chốt đơn hàng. Loan Bùi cho đơn hàng, Hoàng Thị Thanh Thủy em cho đơn hàng rồi. Những chị nào đầy đủ thông tin thì yên tâm là mình sẽ có hàng sớm nhá. Rồi em sẽ dơ lại màu cho chị xem luôn này. Dơ màu này, đây màu xanh rêu này, màu cam đất này, bên cạnh đó có cả màu đen các chị nhá. Một lúc nữa là em sẽ mặc màu đen cho các chị xem. Rồi một lúc nữa là sẽ em đọc cái giá nha. Giá là 200.000 chị ơi, 200.000 cho ngày khởi đầu một năm mới nhá. Rất là rẻ luôn. Phương Oanh ok em chốt đơn hàng rồi ạ. À. Em có thấy được comment của các chị luôn nhá. Rồi Đào Thị Hương ok ạ. À. Xin một cái màu hồng size M bạn ơi. Cô Út ơi bên em thì hàng của bọn em hàng free size. Chị size M là mặc vừa chiếc váy này đấy ạ. À. Comment thật nhanh cho em nào. V01 cái màu, số điện thoại để chị nhận hàng. Phương thức đặt hàng bọn em đã ghi ở dưới bình luận rất là rõ rồi. Vì thế nên là mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment nhá. Đầy đủ hộ em thông tin là mình sẽ được cho đơn hàng nhá. Ok 47kg quá xinh luôn chị ơi, quá xinh luôn. Rồi Trần Quỳnh Như thêm cho em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Các chị ơi nhớ đầy đủ em thông tin đi ạ. Anh nhắc lại này, V01 em màu là cái thứ hai này, thứ ba là số điện thoại và cuối cùng là địa chỉ nhận hàng các chị nhá. Nhớ là đầy đủ em bốn thông tin, mà nếu thiếu cái thông tin nào là không được chốt đơn hàng đâu ạ. Rồi Hoàng Bích ok em chốt đơn hàng này, quá đẹp luôn, chị Thoại Mỹ chuẩn luôn, rất là váy này rất là xinh luôn ý, rất là đẹp luôn này. Rồi màu đen này, đây là màu đen nhá. Em đang mặc trên người là màu hồng vỏ đỗ chị nhá. Còn đây là màu xanh rêu cực kỳ lạ luôn. Và đây là màu cam đất này, có 4 màu cho các chị lựa chọn với giá là 200.000 nhá. Rồi ok chị Hà Tuyết nhá, mặc ok lát em sẽ mặc màu cam đất. Bầu bì bon trên được nhá chị ơi, có bon trên được đấy ạ. Hiếu Trần Thu ok thêm cho em địa chỉ đi ạ. Chị lấy 2 chiếc thì chị nhớ là đầy đủ em địa chỉ nhá. Những chị nào đầy đủ thông tin thì mình được cho đơn hàng chị nhá.
Ok chị Phạm Thùy Trang chốt đơn hàng rồi, tiểu thư vô tư, ok chị luôn, Thu Huyền. Rồi các chị ơi nhớ là mình phải đầy đủ thông tin của em nhá. Đầy đủ em thông tin nào, V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng, đầy đủ em 4 thông tin sẽ chốt đơn hàng luôn này. Rồi 4 màu cho chị lựa chọn nhá. Màu xanh rêu này, màu cam đất này, màu đen này và màu hồng vỏ đỗ nha. Rồi Hồng Thanh thêm thật nhanh cho em địa chỉ đi ạ. Chị Trần Việt Hà ơi, chị vui lòng comment trực tiếp trên cái livestream này cho em á chị nhá. Nhớ là comment trực tiếp mua hàng trên cái livestream này cho em. Phương thức bọn em đã ghi ở dưới bình luận rất là rõ của một cái livestream, em nhắc rất là rõ và rất là nhiều lần rồi này. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em là mình được chốt đơn hàng. Rồi Nguyễn Hồng comment cho em là A1 cam, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Màu em đang mặc là màu hồng vỏ đỗ chị nhá. Em cao 1m65. Những chị nào mà cao hơn em một chút hoặc có thể thấp hơn em một chút thì có thể vừa, những chị nào 1m5 mấy thì mặc cái chiếc váy này cũng rất là vừa đấy, các chị cứ yên tâm. Cái váy này rất là dễ mặc luôn ý, rất là dễ mặc và nó là dáng suông nên yên tâm rằng là sẽ không bị béo bụng một chút nào. Những chị nào có bụng thì yên tâm sẽ không bị béo bụng đâu. Và những chị nào bầu bì thì có thể bon chen tốt nhá. 40kg có vừa chị ơi. Rồi làm kiểu gì à? Comment là V01 kèm màu các chị yêu thích. Số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Ok chị Ruby Thanh em đây chị ơi. Rồi Liên Sô Phương cho đơn hàng, em có thấy chị luôn nhá. Rồi các chị cứ đầy đủ em muốn thông tin là bên em có phần mềm cho đơn hàng tự động. Nên các chị cứ yên tâm rằng là comment đầy đủ bốn thông tin, không cần em phải nhắc tên trên này, là mình cũng sẽ được cho đơn hàng. Và một lúc nữa thôi sẽ có chuyên viên tư vấn bên em gọi điện cho các chị tư vấn một lần nữa để chốt đơn hàng và gửi hàng cho các chị nhá. Rồi chấm hết luôn, chị Vi ok chị luôn ạ. À, Anna Thương ok luôn, đầy đủ em thông tin nhá. V01 em màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. À. Rồi Chu Hạnh ok luôn ạ. À. Bùi Duẫn rồi, 75kg thì không vừa rồi, chị tim em có nắng nhá. Rồi em có nhìn thấy chị Trần Bích Thủy luôn. Rồi Thắm Nguyễn rồi, đầy đủ thông tin của em sẽ chốt đơn hàng cho chị yên tâm. Chỉ có một và khoảng nội thành Hà Nội thì khoảng trong ngày có hàng, hoặc là tỉnh khoảng 2-3 hôm các chị nhá. Yên tâm là sẽ có hàng sớm nhất để cho các chị mặc đi du xuân, đi chơi hay là đi đâu cũng được, rất là lịch sự và rất là xinh và nhẹ nhàng luôn. Rồi em ở 70 Phúc Diễn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Rồi cho chị một cái màu đen, chị Hiền Trinh comment cho em là V01 đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Ok 48kg có vừa chị nhá, quá xinh luôn. Rồi bằng kg của em. Trang nặng ok luôn, cô út. Rồi mặc màu rêu rồi, yên tâm lát nữa em sẽ thử hết màu cho các chị xem luôn. Rồi Ly Lê, bây giờ mặc luôn. Rồi ok, bầu 6 tháng, 1m654kg có vừa không? Chắc là cũng vừa. Bầu 6 tháng sợ chật. Chị ơi bầu 6 tháng em sợ chật mất rồi. Nhưng chị nào bầu quý nhỏ thì mình bon chê được nhá. Rồi 100% chắc chắn rồi, 100% các chị sẽ được kiểm tra hàng như thanh toán. Nên các chị yên tâm đi ạ. Chất lượng bên em, chị nào mua hàng bên Queen thì chắc là biết quá rõ hàng bên Queen cũng như giá cả chất lượng rồi. Còn những chị nào mà chưa mua bao giờ thì mình hãy thử một lần đi ạ. Em đảm bảo là 100% các chị sẽ hài lòng. Và bên em chưa có chị nào về chê về sản phẩm cũng như là giá của em cả. Vì thế nên là hãy nhanh tay đi, chị nào mà chưa được sở hữu hoặc chưa mua thử hàng bên em thì hãy nhanh chóng thử mua đi, xem là chất lượng bên em sẽ như thế nào nhá. Rồi Hoàng Xuân ok ạ. À. Bình Dương có ship chị ơi, Thúy Hương Trần. Ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nhá. Các chị yên tâm là các chị ở cái đâu trên cái đất nước Việt Nam này bọn em cũng sẽ ship được. Chỉ việc các chị đặt hàng đầy đủ em 4 thông tin, comment đầy đủ 4 thông tin thôi là sẽ được cho đơn hàng và gửi hàng cho các chị ship tận tay tận giường luôn, nên các chị yên tâm đi ạ. À. Ok chị Giang Phùng nha, anh Quỳnh ok, 56kg có mặc được chị Gấu Họ Nguyễn nhá. Các chị nào mà dưới 60kg là mình mặc được, mặc rất là xinh nên yên tâm mua hàng đi. Rồi Đọc Bước em cao 1m65 nha. Những chị nào mà 1m5 cũng có thể mặc được. Cái chiếc váy này nó rất là dễ mặc thôi và vô cùng là xinh xắn điệu đà luôn. Đây em đứng xa cho các chị nhìn rõ giá và em mô phỏng lại một chút này. Đó chính là chiếc cổ tàu thì vô cùng là trẻ trung rồi. Là đằng trước là có 3-4 chiếc quy này. Những chị nào mà mình thích thì mình cài hết lên, còn không thì mình có thể bỏ ra được. Bên cạnh đó là hai tà hai bên các chị nhà, đằng sau là đuôi tôm đây. Đuôi tôm cực kỳ xinh xắn luôn và đảm bảo từng bước đi của các chị. Cái chiếc váy này, cái đuôi tôm này nó sẽ bồng bềnh và đi theo các chị rất là đẹp, đảm bảo rất là xinh xắn và quyến rũ luôn các chị ơi. Chị nào mà chưa được sở hữu chiếc váy vô cùng điệu đà và xinh đẹp với giá cực kỳ rẻ cho ngày hôm nay thì hãy nhanh chóng đầy đủ thông tin cho em đi ạ. Comment này, bắt đầu comment nhá. V01 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng nhá. Rồi dưới 60kg vừa chị nhá. Rồi em có thấy nhìn chị giọt tình cay đắng, có nhìn thấy chị 40kg có vừa chị ơi. Rồi đặt hàng kiểu gì chị Lý Phạm ơi, ở dưới bọn em đã ghi bình luận rất là rõ cái phương thức đặt hàng, bọn chị nhìn thấy cái dưới không ạ? Dưới cái livestream đó là cái phương thức đặt hàng của bọn em ghi ở dưới đó. Này V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Đó là phương thức đặt hàng đấy. Rồi nhớ là đầy đủ em 4 thông tin nhá. 62kg không vừa rồi chị Hoàng Hải Nam ạ. Rồi giá là 200k các chị ơi, 200k cho ngày hôm nay và ngày chào đón một năm mới đấy ạ.
Rồi thật nhanh tay đi, thật nhanh tay comment đi. Không mấy hôm nữa là nó lại về giá gốc rồi đấy. Mấy nữa là nó lên sẽ về giá gốc các chị nhá. Rồi những chị nào mà đang xem livestream của em rồi thì hãy nhanh chóng comment đi. V01 cái màu số điện thoại để chị nhận hàng đi ạ. 68kg mặc ở không vừa rồi chị nhá, giá là 200k. Ok chị Ruby tranh đầy đủ em thông tin chưa ạ? Đầy đủ thông tin là em chốt đơn hàng nhá. Rồi chị Nhàn Lê size M chị ơi, chị mặc vừa size bên em là hàng free size nha. Vừa nên chị yên tâm 56kg có vừa. Comment nào V01 cái màu số điện thoại để chị nhận hàng nhá. Ok chị Kim Mông, chị thêm cho em màu kèm theo địa chỉ của mình đi ạ. Vịt bầu ok chốt đơn hàng ship cho mình 45kg mặc được chị Trà My nhá. Mặc được quá xinh luôn và chị comment đầy đủ thông tin cho em đi ạ. V01 kèm màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng này. Rồi em sẽ dơ lại màu cho chị xem nhá. Em đang mặc trên người là màu hồng vỏ đỗ. Bên cạnh đó là màu xanh rêu này. Rồi màu nâu, ở đây là màu cam đất. Rồi đây là màu đen nhá. Gồm 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Ok chị Ngô Nghĩa 48kg không rộng chị nào chị ơi, không rộng đâu ạ. 48kg là chị bằng cân em rồi. Yên tâm là không rộng đâu, bởi vì chiếc váy này nó là dáng suông nên rất là dễ mặc, những chị nào mập mập có thể mặc được này, hoặc là mình gầy cũng có thể mặc được, đảm bảo là mặc rất là đẹp luôn các chị nhá. Dáng suông nên vô cùng là dễ mặc rồi. Rồi dáng suông là cái dáng mà dễ mặc hơn tất cả rồi. Hơn tất cả luôn này, váy body thì mình sợ lộ bụng hay các thứ, nhưng mà cái chiếc váy suông này thì nó không hề lộ bụng một chút nào, và nó cũng cực kỳ tôn dáng, bên cạnh đó rất là quyến rũ, nhẹ nhàng và điệu đà luôn các chị nhá. Rồi Nhật Quỷ ok chốt đơn hàng. Dạ Thảo ok chị ơi, Bình Yên chị ơi comment đầy đủ em muốn thông tin đi nào. V01 cái màu số điện thoại để chỉ hàng. Chị Phùng Thúy Huyền giá là 200k chị ơi, 200k cho ngày đầu nhá. Rồi Thanh Hương ok chị ạ, Lào Cai em có ship được luôn nhá. Rồi ok, không hở đâu chị ơi, yên tâm không hở đâu ạ. Chị hở sợ ở chỗ này không, người ta bọn em đã thiết kế may liền xuống rồi thì yên tâm nó không hở một chút nào đâu. Nhìn nó đây, tà hai bên này đã may liền vào đây cho các chị rồi. Và cổ thì rất là kín rồi, yên tâm là không hở một chút nào. Mình có thể mặc đi chơi cũng được mà đi làm cũng được các chị nhá. Đấy, rất là xinh luôn, đằng sau thì đuôi tôm dáng, đuôi tôm dài rất là xinh luôn rồi. Đảm bảo không hở đâu các chị, nên các chị yên tâm mua hàng đi ạ. Rồi em mặc như thế nào sẽ về tay y hệt các chị sẽ như thế, không khác một chút nào. Và nếu như hở thì em sẽ bảo hở, và không hở sẽ là không hở nhá. Ok Thu Hải luôn nào, thêm cho em số điện thoại đi chị ơi. Rồi Kim Khuyên thêm cho em địa chỉ đi ạ. Rồi màu đen, chị lấy màu đen để comment cho em là V01 đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. 65kg không vừa chị nhá. Ok chị Vi luôn ạ. Những chị nào mà thiếu thông tin comment vừa rồi mà thiếu thông tin thì mình hãy nhanh chóng comment đầy đủ của em đi nào. Em nhắc lại nhá, V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Ok Long Phạm Hiền ok cho đơn hàng rồi này. Jenny Ngô ok chị luôn. Trinh Nguyên ok ạ. Rồi Fony Fan này rồi ok. 1m60 63kg thì không vừa chị Yến Nguyễn nhá. Váy này sẽ dành cho những chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg là sẽ mặc vừa nhá. Váy nên rất là xinh luôn này, đảm bảo sẽ không hề lộ bụng một chút nào. Tết đến ai ăn mình thì chắc là ai cũng sẽ mập lên rồi đúng không ạ? Cũng mập lên khoảng một vài cân gì đó, nhưng mà yên tâm là mặc cái chiếc váy này sẽ không hề mập một chút nào, sẽ che hết tất cả những nhược điểm trên cơ thể của mình luôn, nhất là bụng, yên tâm sẽ không hề lộ bụng đâu. Vì thế nên chị nào muốn sở hữu một chiếc váy vô cùng gọi là vừa nhẹ nhàng, vừa xinh xắn lại vừa không hề lộ bụng mà vô cùng tôn giáo và quyến rũ thì hãy nhanh chóng comment nào. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Ok, 45kg có vừa chị Bình Yên nhá, đầy đủ của em thông tin đi ạ. Em có thấy chị Phượng Vũ luôn, 1m54 có dài không? Các chị ơi không dài đâu, chỉ dài hơn em một chút xíu thôi. Một chút thôi, nên các chị yên tâm đi. Comment đầy đủ thông tin, chắc chắn đảm bảo về là các chị mặc sẽ hài lòng luôn. Trần Mỹ Hạnh ok nhá. Thanh Loan rồi, Trang Thu rồi. Ok, Mai Trinh luôn rồi, thật nhanh tay các chị ơi, thật nhanh tay ạ. Rồng Xương ok chị luôn nhá. Rồi 1m6 có vừa chị nhá, à 1m55 có vừa chị nhá. Ok Hương Thu luôn ạ, Ánh Quỳnh rồi, em chốt đơn hàng rồi. Các chị ơi đầy đủ em thông tin, những chị nào mà thiếu thông tin thì hãy nhanh chóng comment đi ạ. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Đầy đủ thông tin là bọn em sẽ chốt đơn hàng nhá. Rồi Hà Lê ok, Mỹ Linh Nguyễn Thị ok, em chốt đơn hàng chị rồi ạ. Ok chị Thúy Hương Trần rồi, bây giờ em sẽ mặc sang màu đen nhá. Vừa nãy rất là nhiều các chị yêu cầu màu đen thì giờ em sẽ mặc sang màu đen cho các chị xem này. Rồi trong khi em thử sang váy khác thì chị nào mà muốn sở hữu chiếc váy này thì comment nhớ là đầy đủ em thông tin nhá. V01 kèm màu, số điện thoại để chỉ nhận hàng đi ạ. Màu nào cũng rất là xinh luôn, mình đi lấy màu nào thì mình comment màu đó thôi, và nhớ là kèm theo số điện thoại cùng với địa chỉ cho em nhá. Mã của em đó là V01 đấy ạ. Ở dưới bọn em đã ghi bình luận cực kỳ rất là rõ rồi, vì thế mà chị nào mà muốn sở hữu thì nhớ là đầy đủ em muốn thông tin đi ạ. Là một lúc nữa thôi bên em sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện cho các chị một lần nữa để chốt đơn hàng cũng như tư vấn cho các chị nhá. Rồi em đang thử màu đen các chị xem đây. Rất là nhiều chị yêu cầu màu đen, giờ em sẽ thử màu đen nhá. Dưới 60kg là mình đã mặc rất là xinh rồi, và giá cho ngày hôm nay khai xuân chỉ là 200k thôi các chị nhá. Vì thế chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng đầy đủ em thông tin đi ạ.
là mình sẽ được nhận hàng và chắc chắn là sớm thôi sẽ có hàng với chị luôn. Rồi, em đang mặc trên người là màu đen này. Chị nào vừa hỏi em màu đen thì đây là màu đen này. Hương Đào thêm cho em địa chỉ đi ạ. Rồi, một hồng mà Huyền Còi, chị comment cho em là V01 hồng. Số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Thu Mây, ok, em chốt đơn hàng rồi. Nào các chị ơi, những chị nào mà thiếu thông tin của em thì hãy nhanh chóng đầy đủ thông tin thì mình chốt đơn hàng đi ạ. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Đây, màu đen này. Màu đen mà những chị nào mà mình sợ mập thì đây, màu đen đây là một sự lựa chọn rất là đúng rồi. Nào, màu đen, V01 đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Bên cạnh đó còn có màu cam đất và màu hồng vỏ đỗ và màu xanh rêu các chị nhá. Các chị thích lấy màu nào cũng được. Rồi, Phạm Minh, ok. Em chốt đơn hàng rồi, Huệ Hoàng, ok các chị luôn. Rồi, những chị nào muốn sở hữu hãy nhanh chóng đi ạ, đầy đủ với em thông tin nào. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok, em đổi màu đen nhé, ok, hệ thống Messenger comment lại cho em nào. V01 đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi, còn nở đặng, ok em chốt đơn hàng nhá. Rồi chị Mét Thục à, chị ơi các chị cứ yên tâm đầy đủ thông tin là bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động rồi. Thế nên là các chị cứ yên tâm đầy đủ em 4 thông tin là bọn em sẽ chốt đơn hàng nhá. Ok, coi màu cam, ok chị Ly tạo luôn màu cam đi ạ, đây là màu cam đất nha chị ơi. Cam đất nhỉ. Màu cam đất này rất là xinh luôn. Màu cực kỳ hit hot cho ngày hôm nay, à màu cho năm nay đi ạ. Rồi ok chị Linh Nguyễn này. Rồi chị Trần Bích Thủy, chị ơi cứ yên tâm là đầy đủ em 4 thông tin là bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động mà, nên các chị cứ yên tâm đi. Đầy đủ 4 thông tin là có phần mềm chốt đơn hàng tự động là các chị sẽ vào danh sách chốt đơn hàng rồi. Một lúc nữa thôi là sẽ có chuyên viên tư vấn bên em gọi điện trực tiếp cho các chị. Cứ đầy đủ 4 thông tin là mình yên tâm là sẽ có hàng, không phải lo đâu ạ. Rồi 76kg cũng vừa chị ơi. Rồi mẹ thằng kia nào, ok đầy đủ em thông tin để em chốt đơn hàng nhá. Siêu hậu đậu, ok đầy đủ em thông tin chưa ạ? V01 cái màu, số điện thoại để chỉ nhận hàng nào. Đầy đủ em 4 thông tin đi. Rồi màu đen này, màu cam đất này, màu hồng vỏ đỗ này, màu xanh rêu các chị ơi, đầy đủ em 4 thông tin đi ạ. Vải này yên tâm là sẽ không bị, các chị kể cả các chị có cho vào máy giặt đi chăng nữa hay là giặt tay thì đảm bảo là sẽ không bị nhăn một chút nào nha. Cái chất vải này rất là đẹp các chị ơi, và đảm bảo mặc rất là nhẹ luôn, không bị nhăn thì nào. Các chị cứ cho máy quay thoải mái cho em, đảm bảo là da sẽ y vẫn y chang như thế này luôn, y chang như em mặc trên người luôn, không hề nhăn nhúm tí nào. Rồi Phạm Ly Hải Yến, ok 60kg mặc được chị Khánh Ngọc nhá. Phương Mai Ngô, ok chị luôn, ship bao nhiêu à? Chị ơi, ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nha các chị nhá. Đầy đủ hộ em 4 thông tin đi là chắc chắn là mình sẽ được chốt đơn hàng này. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng, đầy đủ em thông tin đi ạ. Rồi Điều Hậu Kim Nhi này, Hương Đào, rồi thật nhanh tay, giá là 200k các chị ơi, 200.000 một chiếc thôi ạ. Chị nào muốn sở hữu thì nhanh chóng đi, giá hôm nay khai xuân chỉ có là 200.000 thôi. Vì thế mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng lên đi ạ. V01 cái màu, số điện thoại để chỉ nhận hàng nha. Rồi bọn em sẽ nhắc liên tục cái phương thức đặt hàng ở mỗi cái livestream. Vì thế mình hãy chú ý một chút và comment đầy đủ của em là mình chốt đơn hàng nhá. Rồi ok, Hồng Hạnh Nguyễn thêm cho em địa chỉ đi ạ. Co giãn không chị ơi? Vậy cái chất này nó không co giãn chị nhá. Không co giãn thì nó là dáng xua, nên những chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg là mình sẽ vừa, nên các chị yên tâm đi ạ. Rồi Tâm Đức thêm cho em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. Cửa hàng em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Rồi Nguyễn Tâm, ok chị Nguyễn Tâm nhá. Thanh Tâm Lê, ok các chị. Những chị nào mà ở xa thì yên tâm rằng là mình cũng sẽ có hàng thôi. Bọn em sẽ chuyển phát nhanh cho các chị sớm nhất để cho các chị mặc đi chơi luôn. Nhớ là đầy đủ em 4 thông tin là được. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng, cứ đầy đủ em 4 thông tin là mình sẽ cho đơn hàng nhá. Ok, cho chị một cái Viễn Minh Minh. Chị lấy một cái thì comment cho em là V01 cái màu, số điện thoại chị yêu thích được không ạ? Rồi 1m60 63kg chị không vừa chị nhá. Hương Ngân, ok cho đơn hàng. Hoan Chi, ok cho đơn hàng rồi này. Chị Thanh Thủy Võ thêm thật nhanh cho em địa chỉ đi ạ. Các chị ơi nhớ là đầy đủ em thông tin nhá. Những chị nào mà thiếu thông tin thì hãy nhanh chóng cập nhật đầy đủ em đi ạ. V01 cái màu, số điện thoại phải nhớ là địa chỉ đặt hàng cho em nha các chị nhá. Lưu ý hộ em là địa chỉ đặt hàng đi ạ. 1m56 59kg màu đen Mai Tâm comment cho em là V01 đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. Rồi đạp đẹp để làm sao để mua à? Trời ơi, chị Nguyễn Hoa Phượng, trời quá đơn giản luôn chị ơi, chỉ việc cầm điện thoại lên comment nào V01 kèm theo màu chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thôi là mình sẽ được sở hữu chiếc váy vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng và điệu đà rồi. Ok, cho mình một cái chị ơi comment cho là V01 kèm màu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ.
Rồi Tâm Đức, ok em cho đơn hàng nhá. 1m55-57kg có vừa chị ơi. Có vừa những chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg là mình sẽ vừa nhá, yên tâm đi ạ. Rồi còn màu cam đất chị ơi, màu cam đất em đang cầm trên tay đây. Và anh đang mặc màu cam đất đấy ạ. Chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng đi V01 kèm màu số điện thoại để chị nhận hàng. Màu cam đất này cũng rất là đẹp các chị nhá. Ok ngân hà luôn này. Rồi chị bằng lăng tím bên em hàng free size các chị nhá. Hàng free size những chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg là mặc được nhá. Rồi Phạm Thị Mai Huệ, ok chị ơi, cho chị địa chỉ à, chị Quỳnh Định. Chị ơi địa chỉ bọn em là 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Và những chị nào ở tỉnh thì mình cũng sẽ mua hàng được. Cứ comment đầy đủ thông tin cho em ở đó là bọn em sẽ chuyển phát nhanh nha các chị yên tâm nhá. Rồi rồi một lúc nữa em sẽ mặc mẫu dê các chị xem. 1m61-52kg có vừa chị ơi, có vừa nhá. Phan Thủy, ok em cho đơn hàng à. 60kg 1m58 có vừa chị ơi. Rồi Ngô Thu Ba, xin thật nhanh cho em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Các chị ơi nhớ đầy đủ em thông tin nhá. Rồi Hà Như, đầy đủ em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. V01 kèm màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ hộ em 4 thông tin nhá. Mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Là chắc chắn một lúc nữa sẽ có chuyên viên tư vấn bên em gọi điện cho các chị, chốt đơn hàng một lần nữa và chuyển đơn hàng cho các chị luôn. Rồi Zino Hiếu, thêm cho em địa chỉ đi các chị ơi, số điện thoại địa chỉ đầy đủ đi ạ. Em có để chị Quỳnh Như luôn nhá. Rồi chị bỏ quy cổ đi ạ. Rồi những chị nào mà có muốn bỏ quy cổ cũng được, mình có thể tháo quy ra được thoải mái mà, nên các chị yên tâm. Mặc này mình có thể cài quy vào cũng được hoặc bỏ quy ra cũng được. Đây là quy rời nên các chị yên tâm nha. Quy rời đấy ạ. Nên mình thích kín một chút thì mình mặc cao lên, còn không thì có thể bỏ quy ra cũng được. Rồi Ngọc Hà Dương, ok nhá. Chị ơi đây tàu nó là liền luôn đấy ạ. Yên tâm đi, liền và sẽ không hở một chút nào. Các chị nhìn thấy không ạ? Liền nhá. May liền luôn nên không sẽ không hở một chút nào, các chị yên tâm đi. Mình mặc có thể đi chơi cũng được hoặc đi làm cũng rất là lịch sự luôn. Rồi Thái Độ, em chốt đơn hàng 45kg 1m50 bầu 3 tháng mặc được chị nhá. Huyền Mít, em chốt đơn hàng này. Thanh Na, em chốt đơn hàng giá là 200k chị ơi, ngày đầu nên bọn em bán cho các chị với giá chỉ là 200.000 thôi. Vì thế chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng qua đây mua hàng đi ạ. Và chị nào đang xem livestream của em mà bằng hoặc dưới 60kg thì hãy nhanh chóng sở hữu chiếc váy này đi. Thật khẩn trương comment đi ạ. V01 cái màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Rồi giá 200k chị nhá. Phan Thương, ok chị nhá. Rồi lúc nữa em sẽ thử sang màu xanh rêu luôn. Thu Thải cho đơn hàng rồi ạ. Bao nhiêu kg mặc vừa chị ơi? Bằng 60 hoặc dưới 60kg là các chị mặc vừa nhá. Bằng hoặc dưới 60kg. Rồi Pan Gia, em chốt đơn hàng rồi ạ. Em có thể chị Tuyết Trung nhá. Tâm Dừa, thêm thật nhanh cho em đầy đủ thông tin đi ạ. Rồi Ngọc Ngài, cho đơn hàng em mặc màu cam đất. Rồi yên tâm một lúc nữa. À đây màu cam đất là canh mặc rồi chị ơi. Cam đất là canh mặc rồi này. Cam đất cũng rất là xinh, màu rất là hit hot trong năm nay luôn, tông nốt. Rồi bằng lăng tím, ok em chốt đơn hàng rồi ạ. Rồi chị Lan Anh, chị lấy màu đen để comment cho là V01 đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nào. Ok chị Phạm Thị Bích Quyên, rồi màu xanh đúng không ạ, comment cho em thêm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi nào. Có sai không chị ơi, hàng bọn em hàng free size nhá. Em đang mặc là màu đen chị ơi. Đây em đang mặc là màu đen. Bên cạnh đó còn có cả màu cam đất này, màu hồng vỏ đỗ thì em đã mặc từ đầu livestream rồi. Còn đây là màu xanh rêu nhá. Gồm 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Rồi mình ở Tây Tịu, xong mình ở chỗ nào Phúc Diễn, shop em ở 70 chị nhá, 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Những chị nào mà ở gần cửa hàng em thì có thể qua mua cũng được, còn những chị nào mà ở xa thì bọn em sẽ chuyển tận tay và ship tận tay cho các chị luôn. Rồi ok chị Hà Như, mình cứ đầy đủ thông tin đi ạ, là mình sẽ được cho đơn hàng 40kg có vừa chị nhá. An Anh, chị comment đặt hàng thì comment trực tiếp trên livestream cho em đi ạ. Yên tâm là sẽ bảo mật tuyệt đối luôn, các chị yên tâm đi. Sợ comment địa chỉ lên là công khai ạ, nhìn thấy đúng không? Nhưng yên tâm đi, lát nữa bọn em cho đơn hàng là sẽ ẩn hết comment luôn, các chị yên tâm sẽ không bị lộ đâu ạ. Rồi Hoài Thơm cho đơn hàng này. Thuận Nguyễn, thêm cho em địa chỉ đi ạ. Ok chị Hiền Trinh nhá, em cho đơn hàng. Mai Nguyệt, ok luôn. Những chị nào đầy đủ thông tin bọn em mới chốt được đơn hàng nhá. V01 kèm màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng, cứ đầy đủ em 4 thông tin là được. Rồi Mai Chi, địa chỉ em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha. Em có thể chị Trang Nguyễn, Mai Tâm, ok chị luôn. Trần Thị Thu Hương, rồi bao nhiêu chị, giá là 200.000 chị ơi. Đảm bảo chiếc váy này, em nhắc lại này, cái chiếc váy này là chất thái trượt hay còn gọi là cát hàm đấy ạ. Đảm bảo là mặc lên rất là nhẹ luôn nha các chị, rất là nhẹ luôn, mặc như không mặc gì luôn, rất là nhẹ và nó rất là nhẹ nhàng luôn. Thiết kế kiểu cổ tàu này, hai vạt và đằng sau đó chính là kiểu thiết kế dáng đuôi tôm các chị nhá, rất là nhẹ nhàng luôn, rất là nhẹ nhàng bồng bềnh với nữ tính. Ok em có thấy chị Đỗ Dự luôn nhá. Ok chị Nguyễn The nhá, Dung Nguyễn, Nhung Quyên, ok chị
Ok chị Moon Moon nha, các chị cứ đầy đủ hộ em 4 thông tin đi là bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động. Nên các chị cứ yên tâm đầy đủ em 4 thông tin là mình sẽ chốt đơn hàng, kể cả em không cần em phải nhắc tên trên này nhá, sẽ có vào danh sách tự động luôn. Rồi Đoàn Dung ok, Kim Hoa Đặng thêm cho em địa chỉ đi ạ. Em có thấy chị Dung Trương nhá. Rồi Nguyễn Chuẩn luôn, mình sẽ tăng bạn bè vào mua thật khẩn trương ngày hôm nay đi ạ. Chỉ có giá 200.000 thôi. Vì thế chị nào có bạn thân này hoặc là có bạn bè của mình thì hãy nhanh chóng tăng vào đi. Mình đẹp mình cùng chia sẻ với nhau được không nào? Rồi hãy nhanh tay chóng chia tăng tên bạn bè mình vào để cùng mua các chị nhá. Comment đầy đủ em 4 thông tin là mình cho đơn hàng luôn. Em có thấy chị Hương Giang ạ? Rồi cho chị một cái màu cam đất Hà Mã thêm cho em địa chỉ đi ạ. Rồi một lúc nữa em sẽ thử màu dê cho các chị xem. Ok Cúc Thu nhá. Rồi Trần Giang áo cưới em cho đơn hàng rồi ạ. Rồi chị Lan Anh đẹp lắm, em lấy một cái rồi. Rồi cảm ơn cái feedback đầu tiên trong một năm mới. Cảm ơn chị nhá. Và em mong rằng là các chị sẽ luôn ủng hộ Kim bọn em nhá. Nhớ là mình sẽ ủng hộ dài dài này và mua thật nhiều thì bên cạnh đó sẽ có rất là nhiều những cái phần quà hấp dẫn này, cũng như là giá cực kỳ ưu đãi nữa cho các chị, nên các chị yên tâm mua hàng đi ạ. Đảm bảo là sẽ không hề để khách hàng thân yêu của Queen thiệt một tí nào, nên hãy cứ yên tâm mua hàng và đặt hàng đi. Đảm bảo chất đẹp là cái đầu tiên, và bên cạnh đó giá cả thì vô cùng là hợp lý cho các chị, nên các chị yên tâm mua hàng đi ạ. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng là chắc chắn mình sẽ có hàng. Và khi các chị cầm chất trên tay, những chị nào chưa mua hàng thì mình sẽ được cảm chất rõ hơn, cảm nhận cái chất nó rõ hơn. Còn những chị nào mua thì chắc là biết quá rõ về chất bên Queen bọn em rồi đúng không nào? Ok, màu cam đất mà ra tối có mang được không? Chị ơi, ra tối thì mình có thể mặc sang màu hồng đi chị ơi. Màu cam đất thì có thể nó sẽ hơi cánh da một chút, thì mình có thể mặc sang màu hồng đi ạ. Màu hồng rất là điệu luôn, các chị yên tâm. Em ở 70 Phúc Diễn, cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. 1m50 có dài không? Chị ơi, chỉ dài thêm một chút chút xíu thôi. Những chị nào mà 1m50 hoặc là từ trên 1m50 đổ lên là yên tâm cũng sẽ mặc được, vì nó là dáng suông nên rất là dễ mặc các chị nhá. Rồi mã là bao nhiêu chị ơi? Mã là V01 ạ. À, V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nào. Rồi còn chị ơi, hôm nay em chỉ lip một mình mẫu này thôi ạ. Hôm nay chỉ lip khởi đầu một mình mẫu này thôi. Vì thế chị nào muốn sở hữu mà thích cái mẫu này, yêu thích nó thì nhớ là đầy đủ em 4 thông tin nào, V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi. Đầy đủ em 4 thông tin mình cho đơn hàng. Linh Kiều ok cho đơn hàng nha. Hà Trần giá là 200k chị ơi. 200.000 cho một chiếc váy này đấy ạ. Đảm bảo là rất là rẻ nhá, rẻ nhất so với thị trường luôn ý. Nhờ ở chỗ khác có thể bán 100.000 chẳng hạn hoặc 120. Thế nhưng mà chất đảm bảo là sẽ không được chất đẹp như bọn em đâu, bởi vì chất đẹp bọn em là chất hàng loại 1 các chị nhá, không phải là hàng loại 2 là hàng trôi nổi hay chất thun gì đâu ạ. Nên các chị yên tâm rằng là bên em sẽ đảm bảo cho các chị giá thành tốt nhất luôn, cũng như là đưa cho các chị những sản phẩm tốt nhất luôn. Mình hãy nhanh tay comment chỉ mua hàng đi và sẽ cảm nhận chất nó dặn một cách rõ hơn khi mà mình nhận về tay đấy ạ. Rồi Duy Kinh thêm cho em địa chỉ đi ạ. Ship Viền Ninh Bình thì bao nhiêu chị ơi? Ship Viền Ninh Bình là 30k nhá. Rồi Hồng Nhung ok, 1m60 64kg thì chị mặc chật rồi ạ. Ok chị Hoa Nguyễn cứ đầy đủ em 4 thông tin là mình sẽ chốt đơn hàng. Rồi Châu Nguyễn em chốt đơn hàng rồi này. Đông Phương ok em chốt đơn hàng. Các chị ơi nhớ là mình đầy đủ em 4 thông tin nhá. Bên cạnh mã số màu thì nhớ là cả số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Đừng thiếu bất kỳ một thông tin nào cả, vì nếu mình thiếu bất kỳ một thông tin thì cái phần mềm chốt đơn hàng tự động của em nó sẽ không nhận đâu ạ. Nó chỉ nhận khi đầy đủ 4 thông tin cho em thôi. V01 cái màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Những chị nào mà thiếu thông tin, mình vừa comment rồi mà thiếu thông tin thì hãy nhanh chóng bổ sung vào. Ship Bình Dương, chị ơi ship Bình Dương 30k nhá. Chị Trang Nguyễn đầy đủ em 4 thông tin đấy ạ. Rồi ok chị Lê Thành Lâm ok. Rồi đầy đủ. Thái Bình có mấy hôm có chị ơi? Thái Bình khoảng 2-3 hôm chị nhá. Ship tỉnh bọn em sẽ chuyển phát nhanh thì nên sẽ nhanh nhất có thể cho các chị luôn. Chiều nay bọn em sẽ gửi hàng một lúc nữa, sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện cho các chị để chốt đơn hàng, thì chiều nay bọn em sẽ gửi hàng luôn cho các chị, nên các chị yên tâm là sẽ có hàng sớm thôi. Tuyền Hoàng ok, giá là 200k chị nhá. Ship thành phố Hồ Chí Minh là 20-30k. Rồi chiếc váy này là 200k, còn ship thì nội thành Hà Nội 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nhá. Anh Định ok cho đơn hàng này. Thanh Thư màu mara canh ạ. À, màu mara canh chị comment cho em là V01 cam, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Canh mặc là màu cam đất các chị nhá. Rồi Việt Nga Nguyễn ok cho đơn hàng rồi này. Bao nhiêu vậy chị ơi? Giá là 200.000 chị ơi. 200.000 mà hàng free size nha, sẽ dành cho những chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg là mặc tốt. Rồi Phương Đỗ ok em cho đơn hàng rồi ạ. Phụng Phụng ok, chị ơi đầy đủ hộ em thông tin đi ạ. Đầy đủ em 4 thông tin nào. V01 chị lấy màu đen để đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi. Nặng là 62kg, 1m55 không vừa rồi chị nhá. Rồi bạn mặc màu cam cho mình. Chị ơi màu cam là canh đang mặc rồi đấy ạ. Màu cam là canh đang mặc rồi. Ok, một lúc nữa em sẽ thử màu rêu luôn. Xa xa võ, 1m45, 48kg vừa không? Chị ơi, 1m45, 48kg là có vừa chị nhá. Bằng 60 hoặc dưới 60kg là mình vừa rồi. Ok, rồi một lúc nữa em sẽ thử màu xanh rêu luôn. 45kg không rộng chị ơi, không rộng đâu ạ. Mặc như em luôn, không rộng một chút nào. Nó là dáng suông nên là rất là dễ mặc. Dáng suông là cái dáng mà gọi là dễ mặc nhất trong tất cả các loại dáng rồi đấy ạ.
body thì mình có thể sợ bị lộ bụng hoặc là lộ những cái khuyết điểm. Thế nhưng mà yên tâm, dáng suông với cái chiếc váy này thì nó lại vô cùng là xinh xắn, vô cùng điệu đà, và yên tâm rằng là sẽ không hề lộ bụng một chút nào. Các chị cứ yên tâm đi ạ, em đảm bảo là sẽ không hề lộ bụng đâu. Những chị nào có bụng thì yên tâm đi, hoặc những chị nào bầu bí nhỏ thì mình có thể bo che được cái váy này nhá. Rồi, màu xanh cốm còn chị Thanh Thư nhá, còn màu xanh cốm đấy ạ. Nhanh tay comment nào V01 xanh số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi. Rồi, màu hồng em đã mặc từ đầu livestream của chị Đông Phương nhá. Rồi, em sẽ giơ lại màu hồng cho chị xem này. Màu hồng vỏ đỗ này rất là xinh và rất là nhẹ nhàng. Chị nào muốn nhẹ nhàng nữ tính thì lấy cái màu hồng này đi ạ. Màu hồng này rất là xinh, đảm bảo cực kỳ xinh luôn. Rồi 54 cân có vừa chị áo cưới Lương Trang nhá. Rồi Lê Hường Nguyễn Quân em chốt đơn hàng rồi ạ. Phụng ok em chốt đơn hàng rồi. Các chị ơi nhớ là phải đầy đủ của em 4 thông tin nhá. Đầy đủ này, V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. 56kg 1m6 có vừa chị ơi, có vừa nhá. Nhanh tay lên đi ạ, đầy đủ em 4 thông tin đi. Thương Thương ok em chốt đơn hàng, giá là 200k nhá chị nhá. 200k cho một chiếc váy vô cùng xinh đẹp như thế thôi này thôi. Và chắc chắn là sớm thôi mình sẽ được sở hữu nó vào tay và để đi chơi nhá chị nhá. Đi chơi, đi hò hẹn hoặc đi làm gì đó cũng rất là lịch sự. Rồi em có thấy chị Ngô Thị Bích Thủy luôn nhá. Rồi Kiều Thắm em chốt đơn hàng chị rồi ạ. Giá là 200.000 chị nhá. 50kg quá xinh luôn rồi. Nhanh chóng đặt hàng đi ạ, nhanh chóng đi. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thật nhanh, thật khẩn trương nào. Rồi hồng đen chị lấy 2 cái rồi. Vàng ý đào chị đầy đủ em thông tin chưa ạ? Chị lấy 2 màu thì comment cho là V01 đen này phải hồng đúng không? Số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi Trình Thị Bích Thủy, em có nhìn thấy chị Trần Bích Thủy mà, chị cứ đầy đủ hộ em 4 thông tin đi là mình sẽ được chốt đơn hàng luôn. V01 cái màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Nhanh chóng comment đi ạ, đầy đủ em 4 thông tin là mình sẽ được chốt đơn hàng các chị nhá. Và giá cho khai xuân là 200.000 ngày hôm nay thôi. Vì thế mình hãy nhanh chóng sở hữu đi. Chiếc váy này đảm bảo mặc lên người rất là xinh luôn các chị nhá. Rất là nhẹ nhàng và điệu đà bồng bềnh luôn. Gồm có 4 màu cho chị lựa chọn này. Màu cam đất là anh đang mặc rồi nhá. Màu hồng là em đã mặc từ đầu rồi. Màu hồng rất là nhẹ nhàng luôn. Màu cam đất rồi này. Và bên cạnh đó còn có màu xanh rêu này. Màu xanh rêu cũng cực kỳ lạ mắt nhá. Và em đang mặc trên người là màu đen đấy ạ. Chị nào muốn sở hữu thì nhanh chóng đầy đủ em thông tin là mình sẽ được chốt đơn hàng luôn nhá. Phan Mỹ này ok em chốt đơn hàng rồi ạ. Thanh Na ok chị ơi, đầy đủ 4 thông tin là bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động rồi, là sẽ chốt hết những đơn hàng của chị luôn. Đảm bảo là hàng loại 1 và chất rất là đẹp luôn chị nhá. Rồi em mặc trên người như thế nào thì đảm bảo về tay các chị sẽ y hệt như thế, và thậm chí còn đẹp hơn rất là nhiều. Ok chị Hiền Hồ này, rồi chắc chắn rồi, bọn em sẽ gửi chuyển phát nhanh cho các chị luôn, nên các chị yên tâm đi ạ, mình sẽ có hàng sớm để mặc thôi. Chị Linh Bùi, chị lấy màu cam đất đúng không ạ? Comment cho em là V01 cam, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ma là canh chuẩn luôn rồi, ma là canh màu cam đất chị nhá. Canh em mặc là màu cam đất đi ạ. Rồi chị Ngọc Ánh nha, đầy đủ em 4 thông tin là mình sẽ được chốt đơn hàng. Animeo rồi, em chốt đơn hàng rồi ạ. Đinh Huệ ok, em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha. Rồi có sai không chị ơi, bên em hàng free size chị nhá, lệ hàng thêm cho em địa chỉ đi ạ. Rồi shop em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nguyễn An ok chốt đơn hàng, đúng rồi chị Khả Diêu Bi nhá, 200k đi ạ. 200.000 cho ngày đầu đây, ngày đầu khai xuân chỉ có giá là 200.000 thôi. Giá rất là rẻ luôn và đảm bảo không một chỗ nào bán với giá là 200.000 đâu ạ. Vì thế chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng đi, và giá cực kỳ rẻ cho ngày đầu xuân năm mới bọn em mở hàng đây. Nên hãy thật nhanh tay comment nào, V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Rồi phạm mẫu chất vải là gì chị ơi, đây là chất thái trượt chị nhá. Chất này rất là đẹp luôn, đảm bảo là chị cho máy giặt hay là giặt tay đều không bị nhầu một chút nào luôn ạ. Chất vải này là như thế, đảm bảo sẽ không bị nhầu đâu, và lúc nào nó cũng sẽ như mới luôn. Và mặc được cái ưu điểm của nó nữa là mặc cực kỳ nhẹ, và chất váy này rất là đẹp. Các chị yên tâm mua hàng đấy, các chị sẽ khi nào các chị mua hàng thì các chị cầm chất thì các chị sẽ cảm nhận một cách rõ ràng hơn. Và bên cạnh đó thiết kế kiểu dáng rất là điệu đà, nhẹ nhàng và bồng bềnh quyến rũ các chị nhá. Rồi An Trần thêm cho em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Thanh Thư em cho đơn hàng rồi ạ. Rồi có một size chị ơi, có một size nhá. Bằng 60kg hoặc dưới 60kg là các chị đã mặc cực kỳ tốt rồi. Rồi Thủy Võ đầy đủ em thông tin đi ạ. À rồi, đầy đủ thông tin em chốt đơn hàng rồi. Rồi một lúc nữa em sẽ thử màu rêu luôn. Thái Thanh Mai thêm cho em địa chỉ đi chị ơi. Rồi Rùa Con xin em chốt đơn hàng rồi, Lê Châu em chốt đơn hàng rồi ạ. Còn chị Phạm Thanh Hiền ơi, chị đầy đủ em thông tin chưa? Nếu như mình chưa đầy đủ thông tin thì hãy nhanh chóng bổ sung thông tin vào. Còn những chị nào mà đầy đủ thông tin rồi thì bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động là sẽ vào luôn cái danh sách chốt đơn hàng, nên các chị yên tâm mua hàng nhá. Rồi Vàng Ý Đào nhìn thấy rồi ạ. Phí ship bao nhiêu chị ơi? Ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k chị nhá. Bọn em ngoại thành và tỉnh thì bọn em sẽ chuyển phát nhanh cho các chị. Rồi Thắng Tạ không ạ? Thêm cho em địa chỉ đi ạ. Mùa hè mặc liệu có nóng không? Trời ơi chị Hải Yến ơi, cái váy này mặc không hề nóng một chút nào, em đảm bảo là không hề nóng luôn. Rất là mát luôn các chị ơi, váy này rất là mát, đảm bảo chất mát luôn.
Bên em bao giảm bao chất, nếu nóng thì em sẽ bảo nóng và nếu mát thì bọn em sẽ bảo mát. Nhưng chị nào mà mua hàng bên Queen rồi thì chắc là biết quá rõ rồi đúng không ạ? Chất lượng hoặc sản phẩm như thế nào thì khi mà livestream bọn em đã mặc lên để cho các chị dễ hình dung là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là bọn em sẽ mặc nó như thế nào thì bọn em sẽ nói như thế để giữ khách của mình chứ đúng không ạ? Ai lại muốn bán một lần rồi lại khách chạy mất thì ai đấy là điều không ai muốn cả. Rồi Trần Oanh ok này, thêm rượu bia thêm cho em địa chỉ đi ạ. Đây là chất thái trượt các chị nha, chất thái trượt và đảm bảo rằng là chất này mặc lên không nhầm rất là nhẹ luôn và đặc biệt là rất là mát các chị nhá. Đà em đảm bảo, em chỉ sợ là các chị mua một lần xong rồi các chị lại lần sau lại muốn mua tiếp thôi. Đảm bảo là chất rất là đẹp luôn, yên tâm mua hàng đi ạ. Các chị nào mà chưa mua hàng bên Quy một lần nào thì mình hãy thử một lần mua đi để cảm nhận nó xem là lời em nói như trên livestream này có đúng không nhá. Rồi áo cưới lương trai em chốt đơn hàng này 1m66 51kg có vừa chị nhá, có vừa rồi ạ, bằng 60 hoặc dưới 60kg là sẽ vừa. Sa vô ok em chốt đơn hàng chị rồi nhá, em có đấy chị. Rồi vải mặc đẹp, mặc cũng rất đẹp luôn. Trời, một cái feedback tiếp theo, cảm ơn chị Mơ Lê nhá. Rồi cảm ơn tất cả feedback của các chị. Rồi mong các chị sẽ luôn ủng hộ Queen Fashion bọn em thật nhiều nữa nhá. Ok chị Khả rượu bi này, bên em hàng free size chị ơi, bằng hoặc dưới 60kg là mặc được. Ok. Rồi chị Linh Ngọc em cảm ơn chị nhá. Pham Thanh Hiền ok em chốt đơn hàng chị rồi ạ. Ok chị Thanh Thủy nha, chốt cho chị rồi. Em chốt cho chị rồi, những chị nào đầy đủ em 4 thông tin là mình sẽ được chốt đơn hàng này. Comment cho em này, V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Em có thấy chị Thảo Đinh luôn ạ. Hằng Mèo ok em có thấy chị luôn. Giá là 200.000 chị nhá, 45kg có vừa ạ. Em cũng bằng cân luôn đây, dưới 60kg là các chị sẽ vừa. Và đảm bảo rằng là mặc cái chiếc váy này rất là xinh luôn nhá. Đây màu hồng vô cùng là nhẹ nhàng này. Rồi bên tiếp cái nó màu cam rất là màu canh đang mặc chị nhá. Còn đây là màu xanh rêu đấy ạ, màu xanh rêu cũng cực kỳ lạ mắt luôn. Rồi Mi Quý em chốt đơn hàng rồi, Đào Thị Liên em chốt đơn hàng rồi. 65kg thì không vừa rồi chị ơi. Vài nét hàng bọn em hàng free size bằng 60 hoặc dưới 60kg là các chị sẽ vừa và đảm bảo mặc lên. Thì 100% em cá rằng là 100% các chị sẽ hài lòng khi mà mặc cái bộ đầm này lên người luôn đấy ạ. Nên mình chưa sở hữu cái chiếc váy kiểu dáng như thế này thì hãy nhanh chóng sở hữu cho cái ngày khai xuân năm mới này đi ạ. Hãy nhanh chóng comment nào V01 cái màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Một chiếc váy vô cùng xinh đẹp như thế này, chất quá là đẹp và giá cực kỳ cũng rất là đáng yêu như thế thì mình còn chần chừ gì nữa mà không comment đặt hàng đúng không ạ? V01 cái màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em là mình chắc chắn sẽ được sở hữu chiếc váy này trong tay sớm thôi nhá. Ok chị Thùy Dung Nguyễn luôn này. Rồi ship nội thành Hà Nội là 20k, còn ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nha. Ok chị Ngọc Anh luôn nha. Rồi đây em đang mặc màu đen cho chị ngắm rồi đây. Nhưng chị nào vừa nãy bảo em mặc màu đen thì em đã chiều lòng hết tất cả các khách hàng của mình. Đó chính là mọc lên những cái màu mà chị đã yêu cầu đấy ạ. À, em đang mặc màu đen trên người đây. Rồi còn những chị khác muốn em mặc màu gì màu hồng thì em đã thử rồi. Còn yên tâm là từ giờ đến lúc cuối livestream em sẽ mặc nốt những cái màu còn lại cho các chị xem nhá. Bé Ly thêm cho em địa chỉ đi ạ. À, 65kg thì bên em tạm thời là chưa có váy nào rồi. Chị vào có váy ở những chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg thôi. Thế nên là chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg mà đang xem livestream của em thì hãy nhanh chóng comment nào V01 cái màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đấy ạ. À, em có thấy chị Lê Phiến luôn ạ. À, chắc chắn là em có thấy chị rồi, những chị nào comment thì em có thấy. Thế nhưng mà đôi khi cái comment rất là nhiều chị đặt hàng nên nó trôi liên tục ấy. Vì thế các chị cứ đầy đủ 4 thông tin cho em là cứ yên tâm rằng là mình sẽ có đơn hàng và mình sẽ bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động rồi, nên các chị yên tâm đầy đủ 4 thông tin là sẽ được vào cái danh sách chốt tự động luôn các chị nhá. Rồi mặc váy này không cần quần đâu chị ơi, không cần quần đâu ạ. Bởi vì nó may, bọn em thiết kế đây là váy may là váy liền, nó liền với cả váy rồi các chị nhá. Trông 28 thì nó liền với váy rồi nên đảm bảo sẽ không hở một chút nào. Còn những chị nào mình có thể lạnh lạnh một chút thì hoặc là thích mặc quần tất thì mình cũng có thể mặc cái một cái quần tất mỏng bên ngoài. Rồi là đi cái đôi giày cao gót lên cho em nhá. Đảm bảo là vô cùng tôn dáng luôn. Em có nhìn thấy chị Thị Lê Mơ Lê nhá. Giá là bao nhiêu ạ? À? Chị ơi giá là 200 nhá. Ok chị Lê Phiến luôn, em chốt đơn hàng rồi ạ. À, các chị cứ yên tâm đi một lúc nữa thôi, khoảng một chút nữa, khoảng tiếng nữa thôi là chuyên viên tư vấn bên em sẽ gọi điện cho chị một lần nữa chốt đơn hàng nhá. 60kg có sai không chị ơi? 60kg chị cao 1m bao nhiêu nhở? Chị đầy comment cho em đầy đủ em thông tin chiều cao cân nặng đi ạ. Rồi ok Hương Trần em chốt đơn hàng nha. Rồi chị ơi màu trắng thì không có đâu ạ, mình thay thế vào đó có thể là màu hồng đi. Cái màu đen trắng ấy trong tủ quần áo của mình chắc là ai cũng có rồi đúng không? Thì bây giờ mình có thể không có màu trắng thì mình có thể thử sang màu hồng chẳng hạn này, hoặc là màu cam đất này, màu rêu này cũng rất là xinh. Mình chơi trắng nhiều rồi thì mình sang màu khác một chút đi cho nó lạ mắt đúng không? Còn màu đen nè, bọn em có màu đen đây. Rồi ok khoảng khác này rồi. Cường Nguyễn khác em chốt đơn hàng chị rồi nha. Rồi một lúc nữa em sẽ thử màu rêu luôn. Em chào chị Ngọc Thị Thư nhá. Rồi em có thấy chị Hương Mai luôn. Và giá là 200.000 đó chị ơi. Giá chào xuân của bọn em là 200.000 cho các chị thôi. Bán cực kỳ rẻ luôn đấy ạ. Bên em yên tâm rằng là giá cả bên em sẽ rẻ nhất, là màu rẻ nhất thị trường cho
với các chị luôn nhá. Nên các chị cứ yên tâm rằng là mình sẽ mua hàng, yên tâm mua hàng và đảm bảo chất lượng cũng sẽ rất là ok, và giá thì cũng cực kỳ yêu thương luôn. Nên mình cứ yên tâm đặt hàng đi ạ. Khi nào mà hàng sẽ về tay mình thì mình sẽ cảm nhận nó một cách rõ ràng hơn, được không nào? Ok, chất liệu là gì? Chị ơi, đây là chất thái cắt hàng chị nhá. Thái trượt. Đảm bảo là mặc sẽ rất là nhẹ và rất là mát luôn chị nhá. Rồi, 653kg, 4m60, có size không chị ơi? Mặc được cái váy của em đang mặc trên người đấy ạ. Ok, một lúc nữa em sẽ thử màu rêu luôn. À, chị Quỳnh Nga Nguyễn ơi, bên em thì cái váy này không có màu trắng chị nhá. Không có màu trắng đâu ạ. Mình có thể thử sang màu hồng, mua màu hồng này. Màu hồng này cực kỳ nhẹ nhàng luôn nhá. Hoặc chị nào thích màu đen có thể mua màu đen. Bên cạnh đó là màu cam đất này và màu xanh rêu nhá. Màu trắng mình có nhiều rồi thì mình thử sang màu khác đi nào. Rồi, em quay đằng sau cho các chị xem luôn ạ. Rồi, đằng sau là đuôi tôm các chị nhá, đuôi tôm đằng sau đây. Rất là xinh luôn, đảm bảo vô cùng nhẹ nhàng và bồng bềnh. 1m59, 60kg chị Loan Khải. Chị ơi có vừa chị nhá, Trần Ngọc Giàu ok em cho đơn hàng rồi ạ. 50kg mặc được chị ơi, yên tâm đi. Bên em hàng free size sẽ dành cho những chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg là mình sẽ mặc cực kỳ tốt rồi. Nên hãy yên tâm nhanh chóng comment đầy đủ em một thông tin nào V01 cái màu số điện thoại để chị nhận hàng đi. Diệu Đặng thêm cho em địa chỉ đi ạ. 55kg, 1m55 có vừa chị nhá. Đẹp quá, chuẩn luôn. Chị Vàng Ý Đào chuẩn luôn, quá là xinh luôn. Chiếc váy này đảm bảo là rất là đẹp luôn nhá. Bọn em sẽ tìm ra một chiếc váy đẹp và rất là đẹp, hàng vừa về xong đã mang ra livestream để bán cho các chị với giá đầu xuân năm mới 200.000 đây. Và bên cạnh đó rằng là những chị nào mà comment đầy đủ thông tin thì chắc chắn là mình sẽ có hàng sớm nhá. Và những chị nào mà mua hàng nhiều bên em thì chắc chắn là mình sẽ có rất nhiều phần quà và giá cực kỳ ưu đãi nữa nhá. Rồi, trên 60kg là không vừa, chuẩn luôn chị Linh Bún nhá, không vừa rồi. Ok, màu hồng chị ơi, màu hồng em đã thử từ đầu livestream rồi đấy ạ. Rồi em sẽ giơ lại màu hồng cho chị xem một lần nữa nhá. Đảm bảo là màu hồng này rất là xinh luôn. Rồi, đây màu hồng là cực kỳ nhẹ nhàng và tôn da luôn đấy. Rồi, rất là xinh. Phương Mai Hương thêm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi, Hùng Hậu Đỗ em chốt đơn hàng nha. Loan Khải màu đen nhé, thêm cho em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. V01 đen, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi, quay đằng sau đi em xem. Ok chị ơi, đằng sau nhá. Đằng sau đây là thiết kế theo kiểu đuôi tôm đấy, rất là đẹp và rất là nhẹ nhàng luôn. Từng bước đi của chị là cái chiếc cái đuôi váy đấy, nó sẽ đi theo từng bước chân của mình, đảm bảo nhìn đằng trước thì cũng rất là đẹp và đằng sau cũng rất là đẹp luôn. Thế nên là những chị nào muốn sở hữu chiếc váy này thì hãy nhanh chóng đầy đủ hộ em 4 thông tin đi để mình chốt đơn hàng sớm và sẽ có hàng sớm nhá. Ok chị Diệu Đặng luôn này. Rồi chị Bảo Đặng em chốt đơn hàng nhá. Chị bao nhiêu tiền à chị Đào Quách ơi? Giá là 200.000 chị ơi. 200.000 một chiếc váy này thôi ạ, giá cũng rất là rẻ và chất thì vô cùng là đẹp, đảm bảo là chất đẹp hơn cho các chị nha. Trên tay em cầm như thế nào thì sẽ về hàng các chị hiện như thế, và thậm chí các chị còn mặc lên người đẹp hơn em rất là nhiều. Vì thế mình cứ nhanh chóng đặt hàng mua hàng đi, thử mua một lần cảm nhận xem sao, là đảm bảo rất là rẻ luôn các chị nhá. Ngày đầu xuân thì bọn em bán cho các chị rất là rẻ thôi. Ok, chị mặc kệ đời comment cho là V01 đen hồng phẩy hồng, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Comment đầy đủ 4 thông tin là chắc chắn mình chốt đơn hàng luôn. Rồi, ở dưới bọn em đã ghi bình luận rất là rõ rồi đấy, rất là rõ về phương thức mua hàng rồi. Vì thế chị nào mà muốn sở hữu nhanh chóng nhá. Có màu gì em chị ơi? Có 4 màu tất cả này, 4 màu luôn. Màu xanh rêu này, rồi màu hồng vỏ đỗ em đang mặc là màu đen, và canh mặc là màu cam đất các chị nhá. Gồm 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Em có giấy chị luôn này. Cho mình đặt cái màu hồng nào, bách comment cho là V01 hồng, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi chuẩn luôn, chị mặc thật thắm nhá. Chị ở tỉnh thì khoảng 2-3 hôm là chị sẽ nhận được hàng. Yên tâm đi ạ, hàng sẽ về sớm nhất cho các chị luôn. Rồi em có cho chị luôn. Hỏng mai. Rồi, mặc kệ đời thêm cho em đầy đủ thông tin đi ạ. Đẹp và chuẩn luôn, quá đẹp. Cái chiếc váy này đẹp lắm luôn ý. Trời ơi, rất là xinh luôn. Những chị nào mà chưa được sở hữu thì nhanh chóng comment đi nào. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Rồi, Duy Lê chú em cho đơn hàng này. 55kg có vừa chị nhá. Ngọc Mỹ thêm cho em địa chỉ đi ạ. Ok, nhâm em. Ok, cho đơn hàng rồi này. Đầm đó bao nhiêu chị ơi, váy này có giá là 200.000 thôi nhá. 200.000 trong ngày hôm nay đi ạ. Những chị nào mà comment đầy đủ trực tiếp trên livestream của em là mình sẽ có hàng nhá. Rồi, màu đen bao nhiêu một cái à? Chị ơi, màu đen có giá là 200.000. Tất cả các màu đều đồng giá như nhau là 200.000 thôi. Vì thế những chị nào mà muốn lấy màu nào thì nhớ là comment đầy đủ cho em màu đó đi ạ. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Đầy đủ em 4 thông tin. Thùy Phùng ok. Rồi. Địa chỉ của hàng em là 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội chị nhá. Rồi nếu chị ở xa thì bọn em có thể ship được cho chị nên chị yên tâm. Rồi 1m55 mặc ngắn lắm không trời ơi. Em 1m65 chị ơi, không ngắn một chút nào đâu, yên tâm đi ạ. Và nó sẽ không hở một chút nào đâu, yên tâm đi. Nhưng chị nào mà muốn mặc quần tất thì mình có thể mặc cái quần tất mỏng bên trong một chút cũng được. Và mà mặc cái chiếc váy này thì mình đi giày cao gót lên cho em thì đảm bảo rất là
nhẹ nhàng và rất là tôn giáo luôn nhá. Đi giày cao gót lên. Ok nam trang này, miễn ship không chị ơi, bên em không miễn được ship chị nhá. Rồi bên em hàng free size dưới 60kg là mặc được, bằng 60 hoặc dưới 60kg mặc được nhá. 1m50 42kg có mặc được chị nhá. Rồi Thủy Trần thêm cho em địa chỉ đi ạ. 1m62 60kg vừa lên chị Nguyễn Mai Quỳnh Như nhá. Đảm bảo là sẽ vừa luôn nên các chị yên tâm. Cứ comment đầy đủ em 4 thông tin nào. V01 kèm màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng là chắc chắn là mình sẽ có hàng luôn rồi. Vital đầy đủ em thông tin đi ạ. Nhớ là đầy đủ thông tin nhá. Size gì ạ? Chị ơi bên em hàng free size nhá. Nhưng chị nào có thể mập mập một chút thì cũng có thể mặc được. Và những chị nào mà gầy gầy một chút thì cũng có thể mặc được, vì dáng váy này rất là dễ mặc luôn đấy chị nhá. Rất là dễ mặc luôn ạ. Comment đi V01 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng nào. Rồi ok, mặc kệ đời em chốt đơn hàng chị rồi luôn. 48kg 1m47 có vừa chị nhá. 1m55 có dài lắm không? Chị ơi 1m55 dài này một chút chút thôi, yên tâm đi. Chút chút thôi rất là đẹp. Nhưng chị nào từ 1m50 đổ lên là sẽ mặc được, mình yên tâm đi ạ. Dáng váy này rất là dễ mặc luôn. Rồi Thỏ Phạm, ok Thỏ Phạm nhá. Chị lấy màu gì thì comment đầy đủ cho em nào. Liên Đàm em chốt đơn hàng rồi ạ. Kiều Hải ok. Rồi một tí nữa em sẽ thử xanh rêu cho các chị xem. Duyên Nguyễn ok em chốt đơn hàng ạ. Đào Quách ok chị luôn. Những chị nào đầy đủ thông tin comment, nhớ là phải đầy đủ thông tin cho em là mình mới được chốt đơn hàng chị nhá. V01 kèm màu này, số điện thoại bên cạnh đó là địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Rồi chị ơi màu cam Đất Lạc anh đang mặc của chị nhá. Cam Đất Lạc anh đang mặc rồi. Ok chị Phương Mai Hương em chốt đơn hàng rồi ạ. Những chị nào mà đầy đủ thông tin rồi thì mình cứ yên tâm là mình sẽ được chốt hàng và tí nữa một lúc nữa thôi sẽ có chuyên viên em gọi điện tư vấn cho các chị một lần nữa để gửi hàng nhá. Rồi em có mấy màu chị Trịnh Thúy Liễu, váy này gồm có 4 màu các chị ơi, 4 màu luôn đấy ạ. Màu cách đang mặc là màu cam đất nhá, em đang chị người là màu đen, còn đây là màu hồng vỏ đỗ này, bên cạnh nó là màu xanh rêu nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Ok chị Nguyễn Hoài em chốt chị rồi. Vi Thảo ok chị nhá, cho chị số em ạ. À, chị ơi ở trên cái bếp của em có số hotline đấy, nhưng chị có thể gọi về số hotline đấy nhá. Rồi còn những chị nào mà muốn mua hàng thì nhớ là comment trực tiếp như này, một lúc nữa yên tâm là sẽ có chuyên viên bên gọi điện tư vấn cho chị và yên tâm rằng là sẽ không sót một chị nào luôn nhá. Rồi màu cam Đất Lạc anh đang mặc rồi ạ. Chị màu cam Đất Lạc anh đang mặc rồi, em đang mặc màu đen nhá. Na Phạm ok cho đơn hàng giá là 200.000 chị nhá. Rồi màu rêu đây chị ơi, màu rêu đây ạ. Màu xanh rêu này rất là đẹp luôn này. Rồi bây giờ em chuẩn bị thử đây, em thử xong màu rêu cho các chị xem luôn này. 1m50 45kg có vừa chị ơi. Rồi size lớn bên em chỉ hàng free size bằng hoặc dưới 60kg mặc được ạ. Ok chị Kiều Tiên chị lấy cam đất, chị comment cho em là V01 cam, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. Thỏ Phạm ok chị Thỏ Phạm nhá. 55kg 1m56 có vừa chị ơi, chị comment cho em là V01 đi ạ. Em 48kg chị Dương Minh Nguyệt nhá. Rồi tớ lấy một cam đấy, liên đạp đầy đủ em thông tin chưa. V01 cái màu điện thoại để chỉ nhận hàng nào. Rồi bây giờ em sẽ thử sang màu xanh rêu các chị nhá. Thử hết tất cả các màu luôn rồi để cho các chị hình dung màu hoặc là xem dáng rõ hơn rồi đấy ạ. Và những chị nào thích cái váy này thì hãy nhanh chóng comment đầy đủ đi. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Rồi em đang thử xong màu xanh rêu đây để cho các chị xem luôn đấy ạ. Có 4 màu em các chị nhá, 4 màu này, màu đen này, màu hồng này, màu cam đất này và màu xanh rêu nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Và giá cực kỳ yêu thương cho ngày đầu xuân năm mới khai xuân để lấy may mắn nào. 200.000 đấy các chị ơi, 200.000 cho ngày hôm nay nhá. Rồi em đang mặc là màu xanh rêu đấy ạ. 1m62 53kg lấy xanh. Chị Thành Đại Gia ơi, chị comment cho em đi ạ. Và chị comment nào. V01 xanh số điện thoại để chỉ nhận hàng. Hiền Thu thêm cho em màu số điện thoại để chỉ nhận hàng đi ạ. Mai Hương kèm chốt đơn hàng chị rồi nhá. Những chị nào đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng đấy ạ. Nhớ là mình đầy đủ thông tin của em nhá. V01 kèm màu nào, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng, màu rêu cũng rất là lạ luôn này, cực kỳ là độc lạ luôn. Bin Geta ok chị lấy màu cam đất, chị comment cho em là V01 cam, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Rồi chiều khách hàng thân yêu của mình màu rêu đây, những chị nào mà vừa hỏi màu rêu thì nhanh chóng vào đây xem màu rêu đi ạ. Rồi em đang mặc trên người là màu rêu nhá, comment nào V01 rêu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi. 62 cân không vừa chị ơi. Chị ơi cái váy này nếu mà chị nào thích mặc quần thì mình có thể mặc cái quần tất mỏng bên trong. Thế nhưng mà nếu không thích mặc thì thôi không sao cả, bởi vì chiếc váy này không hề hở nhá. Có bạn như thế này thôi nhưng mà may liền đấy rồi nên là không bị hở một chút nào đâu. Rồi chị Thúy Liễu thêm cho em địa chỉ đi ạ. Em có thấy chị Maria Phúc Nguyễn nhá. Rồi cứ đầy đủ thông tin cho em là mình chốt được chốt đơn hàng. Nam to 54kg có vừa chị ơi. Rồi chị Hiền Thu chị lấy xanh rêu màu hồng, comment cho là V01 xanh hồng, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi ok chị Út Bụi nhanh chốt đơn hàng rồi. Na Na Lê thêm cho em địa chỉ đi ạ. Đây là chất
thái trượt đấy các chị ơi, chất thái trượt nha, đảm bảo mặc lên rất là mát luôn và cực kỳ nhẹ, mặc như không mặc gì luôn. Nên các chị yên tâm đi ạ, vừa nhẹ này lại vừa nhẹ nhàng, chất thì rất là nhẹ rồi, mặc lên rất là nhẹ nhàng, điệu đà quyến rũ thì chần chừ gì nữa mà mình không sở hữu, đúng không ạ? Giá thì vô cùng yêu thương luôn cho cái ngày hôm nay, ngày đầu tiên đầu năm mới bọn em làm việc với giá là 200k, và chị nào muốn sở hữu thì nhanh chóng comment đi nào. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi cắt hàn chị nhá, cắt hàn, chất cắt hàn ạ, rất là nhẹ luôn. Tối như em chốt đơn hàng Nanale, ok chị luôn này. Chị Thúy Liễu, chị ơi đầy đủ em thông tin chưa? Màu hồng là em đã live stream ngay từ đầu tiên là em đã mặc màu hồng rồi, đã đảm bảo là màu hồng mặc lên rất là nhẹ nhàng luôn. Nên các chị yên tâm đi ạ, đây màu hồng nhá. Màu hồng mặc lên rất là xinh và nhẹ nhàng luôn. Đây shop em ở 70 Phúc Diễn, cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Rồi Nhàn Nguyên em chốt đơn hàng rồi ạ. Những chị nào mà thiếu thông tin của bọn em thì nhớ là nhanh chóng cập nhật và bổ sung ngay nhá. Đầy đủ em muốn thông tin nào, V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok, xanh rêu. Chị Ngọc, chị Ngọc, chị ơi chị comment là V01 rêu, số điện thoại xanh, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Rồi Hiền Thu thêm cho em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok, chị Đào Quách chắc chắn là bọn em có hàng, bọn em sẽ gửi luôn cho chị rồi chứ không giữ hàng cho chị làm gì cả. Yên tâm là sẽ có hàng sớm cho các chị mặc đi chơi, đi du xuân, đi làm hoặc đi đâu đó. Mặc cái váy này cũng rất là xinh và rất là lịch sự luôn nhá. Nó rất là xinh, rất là nhẹ nhàng, bồng bềnh, nhưng bên cạnh nó vô cùng là lịch sự luôn, nên mình cứ yên tâm đi ạ. Váy này rất là dễ mặc và mặc đi đâu cũng được. Em cao 1m65 chị nhá. Rồi bao nhiêu tiền à? Chị ơi giá là 200k nha. Mai Hương thật nhanh cho em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cái màu luôn đi ạ. Hiền Thu chị thật nhanh comment cho em địa chỉ nữa chị nhá. Rồi đúng rồi. Chị Quỳnh Đinh ơi sao lại không có địa chỉ 70 nhà? Có mà chị ơi, chị nhìn được cái số nhà là 70 Phúc Diễn thì chị vào đó cho em nhá. Cửa hàng Queen Fashion bọn em có biển ở ngoài đó đấy ạ. Rồi ok chị Võ thì Tường Vi thêm cho em địa chỉ đi ạ. Nguyễn Hằng em chốt đơn hàng này. Nguyễn Mai Như Quỳnh ok chị luôn, chị chữ Hàn Quốc gì đó em không biết tiếng Hàn, chị em chốt đơn hàng chị rồi nhá. Rồi Âu Non em chốt đơn hàng rồi ạ. Những chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment nào. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi. Đầy đủ em thông tin em chốt đơn hàng nhá. Rồi ok chị Hiền Tố em chốt đơn hàng chị rồi ạ. Đầy đủ em thông tin nào. Chị Quỳnh Đinh ơi, chị để lại cho em đầy đủ em 4 thông tin đi ạ. Lát bên em sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện cho chị một lần để chị yên tâm mua hàng nhá. Và sẽ chuyển hàng cho chị luôn, chị không cần phải đi đâu cả. Rồi ship bao nhiêu em? Ship nội thành Hà Nội 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nhá. À rồi em tên Trang, em có nhìn thấy chị luôn nhá. Chị đầy đủ em thông tin là mình được chốt đơn hàng. Rồi Maria Phúc Nguyễn em chốt đơn hàng chị rồi nhá. Rồi các chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng cầm thông tin đi ạ. Nhanh chóng nào, đầy đủ em thông tin đi nào. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Đầy đủ thông tin em chốt đơn hàng luôn đi ạ. Váy này đảm bảo mặc lên rất là xinh xắn luôn, mặc lên rất là nhẹ. Và mấy hôm nữa miền Bắc mình nóng lên rồi thì nhanh chóng cập nhật đi các chị ơi, nhanh chóng sở hữu đi. Bên em toàn đưa ra cái mẫu mã nào mà đẹp nhất để cho các chị và dễ mặc nhất luôn. Rồi Miu thêm cho em địa chỉ đi ạ. À chị muốn vào lấy luôn à? Chị Quỳnh Ninh ơi, thế thì chị cứ tìm ở trên cái đường Phúc Diễn, chị vào cái số 70, chị nhìn ở số nhà ấy. Ở chân cầu, ở cái cầu Diễn đi vào một chút thôi chị nhá. Ở cái chân cầu Diễn ấy chị đi vào, chị tìm cái số nhà 70 cho em là sẽ có. Ở trên bọn em có treo biển Queen Fashion đấy ạ. Hoặc là chị có thể gọi lên số hotline của bọn em. Rồi, Beauty Time chốt đơn hàng 40kg có vừa chị ơi, có vừa nhá. Ok, chị Trình Thúy Liệu nhá. Đầy đủ em thông tin chốt đơn hàng. Và chị ở nước ngoài thì chị nhớ con gái chị lấy đúng không ạ? Rồi, yên tâm đi, lát bên em sẽ có chuyên viên tư vấn cho các chị gọi điện một lần nữa. Rồi, Thỏ Phạm chốt đơn hàng nha. Hai cái không phí... Chị ơi, bên em không free ship được chị ơi. Ngày đầu bọn em đã bán chị với giá cực kỳ rẻ như thế rồi, nên là ship chỉ tính qua chị 20k. Và ngoại thành Hà Nội là ngoại thành và tỉnh là 30k thôi. Bên em đã có hỗ trợ ship rồi nhá. Ok, thì Thủy Trần luôn. Chị đổi màu thì chị comment lại cho em là V01 cái màu chị đổi đi ạ. 55kg có vừa chị nhá. Miu Miu Du, ok em chốt đơn hàng rồi. Những chị nào muốn sở hữu thì mình hãy nhanh chóng vào đây comment nào. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thật nhanh đi ạ. Rồi Ngọc Lai ok em chốt đơn hàng chị nhá. Rồi những chị nào mà thiếu thông tin thì anh nhanh chóng bổ sung đi, nhanh chóng bổ sung đầy đủ thông tin cho em đi ạ. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. Rồi 60kg không vừa chị nhá. Ok chị Kiều Tiên luôn em chốt cho chị rồi ạ. Những chị nào hãy thật nhanh các chị ơi, em chuẩn bị kết thúc cái livestream này rồi. Vì thế chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment đi nào. Em nhắc lại cái phương thức đặt hàng một lần nữa nha. V01 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đầy đủ 4 thông tin là mình được chốt đơn hàng nha. Rồi Nguyễn Hòa thêm cho em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Nhớ là mình phải đầy đủ thông tin mình được chốt đơn hàng chị nhá. Nhớ là phải đầy đủ thông tin của em đấy ạ. V01
V01 này, kèm bên cạnh đó là màu này, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Và em sẽ dơ lại màu một lần nữa cho chị xem nhá. Rồi màu cam đất là canh mặc rồi này, em đang mặc là màu rêu này. Rồi màu đen cũng đã mặc rồi, màu cam đất này canh mặc chị nhá. Và đây là màu hồng vỏ đỗ nhá. Rồi bốn màu cũng rất là xinh, màu nào cũng xinh luôn. 55 ký có vừa chị Ngọc Lài nhá. Trung Thu Nguyễn em chốt đơn hàng rồi ạ. Thủy Trần em chốt đơn hàng chị rồi. Những chị nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment đi. V01 cái màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng và nhớ là comment luôn trước khi em kết thúc cái livestream này nhá. Rồi Trâm Nguyễn em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giá là 200.000 một chiếc chị nhá. Lê Thủy thêm cho em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Rồi Maria Phúc Nguyễn ok cho đơn hàng luôn. Rồi 1m68 56kg có vừa chị Bin Geta nhá. Yên tâm là mình cứ đầy đủ thông tin là sẽ cho đơn hàng và ngày nay sẽ dành cho những chị nào bằng 60 hoặc dưới 60kg là sẽ vừa. Rồi Khánh Ngọc em cho đơn hàng nhá. Rồi chị ơi đây là màu hồng đấy ạ. Đảm bảo là màu hồng mặc lên rất là xinh, yên tâm đi, đây là màu hồng vỏ đỗ nha. Vô cùng là định giá và rất là nhẹ nhàng luôn. Khánh Ngọc em chốt đơn hàng rồi ạ. Rồi Thái Nguyễn thêm cho em địa chỉ đi ạ. Những chị nào đầy đủ thông tin thì mình được chốt đơn hàng nhá. Nhớ là phải đầy đủ em thông tin đi ạ. V01 cái màu, số điện thoại bên cạnh đó là địa chỉ nhận hàng nhá. 43kg có vừa chị Hải Yến nha. Rồi nhanh chóng comment đi ạ. Phùng Nhi Tất ok chị nha, em chốt đơn hàng rồi ạ. Chị ơi comment, vui lòng comment cho em là V01 nữa chị nhá. Nhớ là đầy đủ thông tin cho em này, mã, màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Cái phương thức mua hàng bọn em đã ghi dưới bình luận cực kỳ là rõ rồi đấy ạ. Nên mình hãy nhìn dưới đó và comment. Cũng như là em mỗi lần livestream em nói rất là nhiều cái phương thức đặt hàng. Vì thế mình chú ý một chút và comment đầy đủ nhá. 54kg có vừa chị ơi, có vừa. 58kg có vừa chị nhá. Phạm Bích Ngà ok, em chốt đơn hàng chị rồi ạ. Những chị nào muốn sở hữu thì nhanh chóng comment nào. V01 cái màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng trước khi em kết thúc cái livestream này đi ạ. Ok, em có thì chị Dương Nga nhá, có mất ship không chị ơi? Có mất ship nhá. Ship nội thành Hà Nội bọn em thu là 20k, còn ngoại thành và tỉnh là thêm 10k nữa là 30k. Và bên em bên cạnh đó là hỗ trợ ship cho các chị ở trong đó rồi đấy ạ. Đảm bảo là từ giá cả này cho đến chất lượng này, hay ngay cả cái tiền ship thôi là sẽ rẻ hơn nhất trong các chỗ khác rồi. Bình thường ship tỉnh là phải đến 50k đấy chứ không phải là giá 30k như bọn em đâu. Vì thế các chị yên tâm mua hàng đi, sẽ không để khách hàng của mình thiệt một tí nào luôn. Các chị yên tâm mua hàng bên Queen đi ạ. Rồi qua đường tàu cho em chị ơi, chưa đến đâu chị ơi, chưa đến đường tàu đấy ạ. Size free size chị nhá, hàng free size. Rồi Loan Nguyễn em cho đơn hàng 65kg không vừa chị Ly Trần nhá. Hương Đại thêm cho em đầy đủ thông tin đi ạ. V01 kèm màu, số điện thoại để chị nhận hàng nhá. Rồi Trang Nguyễn em chốt đơn hàng rồi ạ. Đừng có hóa lo ấy. Đừng hỏa lò. Chị ơi cái đường mà vào Phúc Diễn là cái đường đi vào hỏa lò đấy ạ. Nó chỉ ngay vào đường một chút thôi chứ chưa đến cái đường hỏa lò đâu. Chị nhìn hộ em vào bên tay phải nhá, bên tay phải 70 thì chị dừng lại đó, gọi điện cho em hoặc bọn em có cửa hàng ở đó thì chị vào mua nhá. Rồi Vân Nguyễn đã chốt đơn hàng rồi ạ. Em thấy chị Chu Thùy rồi nhá. 1m47 43kg có vừa chị nhá. Có vừa ạ. Ok chị Tim, Tim Nguyễn em có thấy chị luôn. Những chị nào đầy đủ thông tin bọn em bên em là bọn em chốt đơn hàng nhá. Nhớ là phải đầy đủ thông tin cho em nào. V01 cái màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Rồi nặng cân nhất là 60kg chị Đa Đặng Thị nhá. Rồi gái quê em chốt đơn hàng rồi ạ. Lê Nguyệt em chốt đơn hàng chị rồi. 47kg có vừa chị Hoàng Hứng Dương nhá. Những chị nào mà bằng 60 hoặc dưới 60kg mà có vừa. Và những chị nào mà mập một chút thì cũng sẽ mặc được, yên tâm. Và những chị nào gầy hơn thì cũng có thể mặc được. Vì cái chiếc váy này vô cùng là dễ mặc luôn. Rất là dễ mặc và rất là điệu như luôn chị nhá. Ok chị Thái Nguyễn nhá. Rồi bé Quyên comment cho em thêm địa chỉ đi ạ. Nhớ là mình đầy đủ em thông tin mình chốt đơn hàng nhá. Cái phương thức mua hàng bọn em đã ghi bình luận ở dưới cái livestream khi bọn chị xem rất là rõ rồi. Nhớ là đầy đủ cho em nào. V01 cái màu, số điện thoại chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi ok Lê Nhung nhá, không ngắn đâu chị ơi, không ngắn một chút nào. Và đảm bảo sẽ không hở đâu ạ. Em cao 1m65 nhá, không hở đâu. Rồi cái tà may liền rồi chị nhá. Ok chị Nóng Ngọc nhá, em cao 1m65 nhá. Rồi em chuẩn bị kết thúc cái livestream này ở đây. Vì thế chị nào mà muốn sở hữu chiếc váy này thì hãy nhanh chóng comment nhá. Các chị nhớ các bạn, các chị nghe đấy, điện thoại nhá. Các chị ơi, các chị khi một lúc nữa thôi, khoảng một chút nữa thôi, một tiếng hoặc nửa tiếng nữa thôi là các chị nào mà đặt hàng thì nhớ là để ý điện thoại của em là bọn em sẽ gọi điện cho các chị cho đơn hàng nhá. Rồi bé Quyên nhá, Hồng Ánh Hồng lấy màu xanh comment cho là V01 xanh, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ở bên em chưa không có sơ mi lụa chị nhá. Nông Ngọc thêm cho em địa chỉ đi ạ. Các chị ơi nhớ là mình đầy đủ thông tin cho em nhá. Rồi em xin kết thúc cái livestream này ở đây nhá. Em chúc các chị có một
buổi chiều thật là vui vẻ nhá. Và cảm ơn các chị hôm nay đã tương tác cực kỳ nhiệt tình với Quy ngày đầu tiên làm việc ạ. Rồi chào tất cả các chị và hẹn các chị lại buổi tối, bọn em sẽ cập nhật màu mới liên tục và bán cho các chị với giá vô cùng yêu thương. Bên cạnh đó là chất liệu cực kỳ đẹp, siêu đẹp luôn, và các chị nhớ sẽ luôn ủng hộ bọn Quy bọn em dài dài nhá, và sẽ có cực kỳ món quà, rất là nhiều món quà ưu đãi cũng như là bán cho các chị với giá rất là yêu thương luôn. Rồi em chào tất cả các chị nhá.